chương 301, tuần này trở về Giang Bắc về sau nhất định phải làm cho A Di mạnh khỏe hảo. Tần Tiểu Ngư trở lại phòng ngủ về sau, liền lập tức đối với trong ký túc xá Chu Lệ Lệ mấy người các nàng nữ sinh nói một tiếng. Hello, các tỷ muội thân ái, các ngươi xinh đẹp nhất nhan trị cao nhất bạn cùng phòng, ta Tần Tiểu Ngư đã về rồi, chờ ta rất lâu à, có phải hay không siêu cấp nghĩ nếm thử ta tự mình làm trứng ốp lết là mùi vị gì? A nha đừng có gấp, tới tới tới, đều tốt nếm một chút, nhìn ta một chút làm ra mùi vị không biết như thế nào, có phải hay không nhất đẳng tuyệt tần tiểu ngư chững chạc đàng hoàng lừa gạt lấy nói ngay cả mình đều nhanh tin. thiếu chút nữa thì quên đi buổi sáng hôm nay kém chút bị cái này trứng gà cho mạng chết tràn cảnh ngược lại có thế lừa gạt một cái tính một cái dù sao cũng phải đem những vật này giải quyết đi a à, vậy cũng không thể ném đi a à, chính xác quá lãng phí một điểm mà nghe được tần tiểu ngư nói như vậy chu lệ lệ cùng với mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều tự mình đánh giá lấy còn hung hăng khen tần tiểu ngư một trận nói tần tiểu ngư không đơn giản thế mà lại còn làm trứng ốp lết, thực sự không tầm thường nha. liền chính các nàng cũng sẽ không lộng những vật này, thật là không có nhìn ra. Tần tiểu ngư vẫn rất, câu kia từ gọi là cái gì nhỉ? A à đúng, hiền lành. không nghĩ tới, các con trong nhà ngươi có tiền như vậy, hơn nữa cũng là con gái một a, à, ngươi ba ba mụ mụ chắc chắn đem ngươi sủng thượng thiên, ngươi thế mà lại còn làm trứng ốp lết, lợi hại nha. Ta đều sẽ không, sắc cái trứng gà có thể đem nhà ta qua cho nổ rớt, mỗi ngày ở nhà bị mẹ ta mắng đần, cá con ngươi không tệ lắm ngươi. Tần Tiểu Ngư ha ha mà cười cười. Biểu thị đó là đương nhiên, nói đùa, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là Tần Tiểu Ngư a. À. Cốt không nói những thứ này, các ngươi đều đuổi nhanh đến một chút đi, xem bản mỹ nữ làm trứng ốc lết các ngươi có thích ăn hay không, nếu là thích, về sau mỗi ngày đem cho các ngươi ăn. Chu Lệ Lệ gật đầu một cái. Ba người liền ăn một miếng Tần Tiểu Ngư làm trứng ốc lết, vốn là trên mặt còn mang theo nụ cười. Nhưng mà cắn xuống một cái trong nháy mắt, cũng cảm giác, cả người trong nháy mắt liền tê vừa mới còn tại khen tần tiểu ngư làm trứng ốc lết bề ngoài không tệ hơn nữa thật không đơn giản các loại một ít lời bây giờ đột nhiên liền nghĩ thu hồi trong lúc nhất thời chu lệ lệ ở trong lòng có chút khổ tâm nhưng là lại bởi vì đây chính là tần tiểu ngư đặc biệt làm cho chính mình ăn coi như hương vị mặn nhưng mà cũng muốn nhắm mắt ăn hết thật sự rất ăn thật ngon các con a à, cái này khiến ta nói như thế nào đây ngươi thật đúng là quá hiền đại a à? nếu ai cưới ngươi cũng cảm giác thật là tạo phúc thương sinh nhắm mắt ăn xong về sau nhanh chóng cầm thủy ừng ực ừng ực uống một hớp lớn kém chút không đem chính mình cho mạng chết tiếp đó trong lòng yếu ớt hỏi một câu tần tiểu ngư trong nhà ngươi muối là không cần tiền sao cũng quá cam lòng thả a à. cảm giác nhiều hơn nửa phóng một chút lúc nào cũng có thể đem chúng ta đưa tiễn ha ha thật sự a à, thật sự ăn ngon như vậy sao lệ lệ các ngươi quá biết hàng ta đã nói rồi ta làm ra đồ vật làm sao có thể khó ăn như vậy đâu buổi sáng hôm nay ta cho lão trần ăn thời điểm Lão Trần nói bề ngoài là rất tốt, thế nhưng là quá mặn. Xem ra, chỉ là chúng ta gia lão Trần dám thưởng thức ăn ngon trình độ còn chờ đề cao. Nào giống mấy người các ngươi biết hàng như vậy, thế mà cảm thấy ta làm ăn ngon, cái kia quá tốt rồi, về sau ta ngày ngày làm cho các ngươi ăn. A à không phải chứ? Chu Lệ Lệ các nàng ba nữ sinh cũng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sớm biết dạng này, còn không bằng nói thẳng khó ăn đâu. Đây nếu là mỗi ngày làm cho chúng ta ăn, thì còn đến đâu sao, vậy chúng ta còn có mạng sống sao? Tiếp đó Tần Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra phát cho Trần Khải cái tin, khoe một chút tình huống mới vừa rồi. Ha ha ha, lão Trần, buổi sáng hôm nay những cái kia trứng ốc lết đã xử lý xong, bị lệ lệ các nàng ăn hết sạch. Ta cũng không nghĩ đến, lệ lệ cho ta đánh giá vẫn là rất phù hợp mặt tính chất. Xem ra, chỉ là hai người chúng ta khẩu vị tương đối nhẹ một điểm, cho nên mới cảm thấy làm lại mặn. Cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cái này trứng gà làm, cũng còn tính là tương đối thành công a. À, lão Trần ngươi nói đúng không nha, hắc 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 ta không đơn giản a à ta nhìn thấy tần tiểu ngư phát tới tin tức trần khải cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười rất rõ ràng không cần phải nói hắn cũng biết đoán chừng chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh hẳn là chẳng qua là ngượng ngùng ở trước mặt chửi bậy cho nên mới nhắm mắt nuốt vào hung hăng nói ăn ngon tần tiểu ngư cái này cũng nhìn không ra hơn nữa còn chạy tới cùng trần khải khoe khoang thật là một cái ngốc ngốc tay mơ a à. vân 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 tần tiểu ngư ngươi chính xác lợi hại cái kia nếu đã như thế về sau liền mỗi ngày làm trứng ốp lếp đưa cho bạn cùng phòng của ngươi ăn đi đó là tất yếu hiếm thấy bạn cùng phòng ta thích ăn như vậy ta đương nhiên muốn mỗi ngày làm cho các nàng ăn đến lúc đó lão trần ngươi cũng không nên hâm mộ ghen ghét a à. tần tiểu ngư trở về xong tin tức về sau liền cùng chu lệ lệ nói một lần biểu thị kế tiếp mỗi ngày đều biết làm cho các nàng ăn tất nhiên thích ăn như vậy cái kia nhất thiết phải thỏa mãn a à. chu lệ lệ nghe lời này một cái kém chút đem vừa mới ăn đến trong miệng trứng gà phun ra không phải các con ngươi là thực sự nghe không hiểu chúng ta có ý tứ gì a à, ngươi cái này trứng gà thật sự là quá mặn không là bình thường mặn a à, vừa mới ăn một quả trứng gà ta cảm giác ta đời này ăn muối cũng không có nhiều như vậy vốn là suy nghĩ không muốn đã kích các con ngươi nhưng mà ngươi muốn mỗi ngày đều cho chúng ta làm để chúng ta ăn như thế mặn trứng gà thật có chút lấy oán trả ơn đi mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng là gương mặt đau đớn biểu lộ tần tiểu ngư mới phản ứng được Đút cho các ngươi mấy cái làm nửa ngày vừa mới là đang lừa dối ta à, ta còn tưởng rằng, mấy người các ngươi biết hàng như vậy, ta rốt cuộc tìm được bá nhạc nữa nha. Tốt tốt, không ăn sẽ không ăn đi, làm gì ghét bỏ như vậy. Ta cũng là vừa học làm đồ vật không có mấy ngày nha, ngẫu nhiên xuất hiện một lần nho nhỏ sai lầm, cái kia cũng rất bình thường a. À. Nho nhỏ sai lầm, cái này cũng gọi nho nhỏ sai lầm sao? Đây nếu là sai lầm lớn mà nói, vậy còn không phải cắn xuống một cái, tại chỗ mất mạng. Tiếp đó ngay sau đó. Cá con tiếp tục nói thật sao về sau không làm chính là nhìn đem các ngươi từng cái dọa cho cái này vòng gian bắt sau đó ta nhất định phải thật tốt cùng a di lãnh giáo một chút để cho a di mạnh khỏe tốt dạy ta một chút đến lúc đó chờ ta nắm giữ tốt bỏ muối phân tất về sau làm ăn ngon mấy người các ngươi kêu khóc cầu ta ta cũng chắc chắn sẽ không làm cho các ngươi ăn hừ hừ vẫn là chúng ta gia lão trần hảo tần tiểu ngư lại bổ sung một câu buổi sáng ta đem những thứ này trứng gà vừa mới làm được tiếp đó cho hắn ăn thời điểm mặc dù là có một chút mặn nhưng mà lão trần vẫn là nói không quan hệ chỉ cần là ta làm hắn đều thích ăn nghe được tần tiểu ngư vừa giải thích như vậy chu lệ lệ hoàn toàn đã hiểu hợp lấy làm nửa ngày đây không phải đặc biệt làm cho chúng ta ăn đó a à? mà là làm cho trần khải kết quả hương vị mặn cho nên cá con mới chuyển đưa cho ta nhóm ăn làm nửa ngày là như thế này a à? thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng đây là cá con đặc biệt làm cho chúng ta ăn phải làm nửa ngày tự luyến một hồi a à? tấu chương xong. Chương 302, tầng cá con nghe nói ngươi cùng quản lý xí nghiệp hệ Trần Khải. Biết được là như thế một cái tình huống về sau. Chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh cũng là dở khóc dở cười. Tiếp đó trong lòng lẩm bẩm. Ai nha, ta đã nói rồi, cá con làm sao lại êm đẹp, đặc biệt làm cho chúng ta ăn đâu, nguyên lai là đem thất bại tàn thứ phẩm, đưa cho ta nhóm ăn, đem chúng ta làm phế phẩm trạm thu hồi. Khá lắm, không hổ là ngươi A à tầng tiểu ngư. Ai nha? Tần Tiểu Ngư lập tức nói, cái gì phế phẩm trạm thu hồi nha nói chuyện muốn hay không khó nghe như vậy chứ rõ ràng có thể vứt bỏ ngươi đoán ta vì cái gì đưa cho các ngươi ăn còn không phải bởi vì ta đem các ngươi làm hảo tỉ muội sao có hay không một loại khả năng ngươi là cảm thấy vứt bỏ quá lãng phí cho nên mới nói như vậy cũng là tốt a à, quả nhiên là muốn như vậy chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh cũng là ra vẽ sinh khí tiếp đó bắt đầu cào tần tiểu ngư ngứa mấy nữ sinh tại trong phòng ngủ náo loạn lên tần tiểu ngư là tương đối sợ nhột lập tức liền cầu xin tha thứ đừng 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 ta sai rồi ta sai rồi lần sau cũng không dám nữa các ngươi đừng cào ta ngứa ta sợ nhất ngứa tốt tốt không lộn xộn không nói đùa nữa ăn rồi bữa sáng về sau tần tiểu ngư liền trực tiếp xuống lầu ký túc xá trực tiếp đi phòng học buổi sáng còn có lớp nhìn thời gian này cũng không sai biệt lắm nhanh chút tại đi học phía trước tần tiểu ngư đặc biệt phát cái tin nhắn qua lão trần ta lên lớp đi rồi giữa trưa gặp đi nhìn thấy tần tiểu ngư phát tin tức trần khải cũng là trả lời ngay giữa trưa ta có thể muốn đi ma đô quốc tế đại tử điếm một chuyến triệu linh nhi hẹn ta đi theo một cái nổi danh ca sĩ gặp mặt a à, a à, là như thế này a à. các con gật đầu một cái tiếp đó lập tức đánh chữ đi không quan hệ vậy hôm nay giữa trưa có việc lão trần ngươi còn bận việc của ngươi a à. giữa trưa ta cùng lệ lệ các nàng cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm chính là ngươi không cần phải để ý đến ta vừa vặn giữa trưa ăn cơm xong về sau buổi chiều không có chuyện gì còn có thể đi đến trường thư viện xem sách một chút, tiếp tục nghiên cứu một chút, vì chúng ta kiếm tiền đại kế, ta cũng muốn cố lên rồi. Lão Trần ta không cùng ngươi nhiều lời, ta đến phòng học, chờ ngươi làm xong về sau nhớ kỹ gửi tin cho ta a, à, cùng ta hồi báo một chút. Trần Khải trở về một cái ok biểu lộ. Tiếp đó vừa giữa trưa, liền ai cũng bận rộn đi. Lên lớp lên lớp, làm gì làm gì. Rất nhanh thì đến giữa trưa. Giữa trưa 11 điểm thời điểm, Trần Khải điện thoại liền nhận được Triệu Linh Nhi gọi điện thoại tới tại điện thoại bên kia triệu linh nhi trực tiếp mở miệng hỏi trần khải lão sư ta lúc này đã cùng ta trợ lý tài xế đến các ngươi ma đô đại học cửa bây giờ thuận tiện trực tiếp đi ra không vẫn còn cần ta tại cửa ra vào chờ một lát hoặc ta đi vào trong đón ngươi như thế nào cũng có thể ta đều đi triệu linh nhi thái độ cũng là vô cùng hữu hảo tương đối khách ký dù sao đối với trần khải như thế một vị có thực lực có tài hoa có sáng tác năng lực âm nhạc đại sư chính mình kế tiếp nếu như muốn tiếp tục phát ca khúc mới làm ca sĩ hạng nghiệp vụ này chắc chắn không thể thiếu muốn cùng trần khải giao tiếp cho nên giữ gìn mối quan hệ đây chính là vô cùng trọng yếu tự nhiên nói chuyện muốn thách khí một chút tận khả năng chiếu cố trần khải cảm xúc trần khải trực tiếp trả lời không cần vừa vặn ta này lại cũng xuống khóa vừa mới ra phòng học đang chuẩn bị hướng về cửa trường học đi ngươi trực tiếp chờ ở cửa ta là được đợi chút nữa ta liền đi qua nói xong lời nói này trần khải liền trực tiếp đi xuống lầu hướng về trường học đi ra bên ngoài mà toàn bộ trong lớp các nữ sinh, lúc này có chút sôi trào. Bởi vì ngay mới vừa rồi, các nữ sinh tại một chút đồng học bên trong group y chắc mặt, nghe được có người tại nói, ma đô đại học ngoài trường, vậy mà nhìn thấy Triệu Linh Nhi. Khá lắm. Đại minh tinh thế mà tới chúng ta ma đô đại học, vì tình huống, chẳng lẽ là bởi vì, Triệu Linh Nhi tới trường học có cái gì việc làm phương diện sự tình sao? Vẫn là, sau đó muốn đóng phim, là thanh xuân sân trường đề tài, cho nên định tới ma đô đại học lấy cảnh. Suy nghĩ vô số loại khả năng, cho nên các nữ sinh cuối cùng liền trực tiếp biểu thị a nha chúng ta đừng ở chỗ này đông sai tây đoán có thời gian này còn không bằng đi đến trường cửa ra vào nhìn một chút xem có phải hay không triệu linh nhi nói không sai đi 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 đại gia đi cửa ra vào nhìn một chút a à. rất nhanh kết bè kết đội các nữ sinh liền lập tức hướng về ngoài trường phương hướng đi triệu linh nhi thế nhưng là ngành giải trí đang nổi tiếng đại minh tinh vừa nghe nói rõ tin đến cửa trường học những thứ này tiểu nữ sinh nhóm trong nháy mắt liền không bình tĩnh thế là nhau nhau hướng về ma đô đại học hướng tới phương hướng đi kết quả đến về sau liền chú ý tới triệu linh nhi từ trên xe bước xuống tiếp đó đối với đâm đầu vào đi tới một cái nam sinh chào hỏi còn lộ ra nụ cười toàn trình biểu hiện vô cùng tôn kính triệu linh nhi là một nữ minh tinh vẫn là như thế hỏa một vị nữ minh tinh bình thường tham gia một chút hoạt động thời điểm cũng rất ít nhìn thấy triệu linh nhi đối với cái nào nam minh tinh đặc biệt tha thiết hữu hảo đây vẫn là lần đầu hơn nửa nam sinh này còn giống như nhìn thật quen mắt trong đó có không ít hệ khác các nữ sinh có chút khốn hoặc rất nhanh liền bị người nhận ra ta biết hắn hắn không phải liền là năm nay đại nhất quản lý xí nghiệp hệ trần khải sao ta biết hắn phía trước tại huấn luyện quân sự lúc buổi tối hát một ca khúc lúc đó ở trên mạng còn hung hăng phát hỏa một cái a à, ta biết ta biết là hắn a à. hơn nữa không biết các ngươi có chú ý đến hay không triệu linh nhi cái kia bài ca khúc mới người chế tác tên viết là trần khải theo lý thuyết bài hát kia là trần khải viết cho triệu linh nhi Ta nói bình thường lạnh lùng như vậy một vị nữ minh tinh, tại sao đột nhiên đối với trường học chúng ta một cái nam sinh nhiệt tình như vậy đâu? Triệu Linh Nhi lúc này, vô cùng nhiệt tình đối với Trần Khải lên tiếng chào hỏi. Hơn nữa nói. Trần Khải lão sư, ngươi đã đến, chúng ta lên xe A, phòng đã sớm đặt trước tốt, Kiệt ca cũng tại phòng chờ lấy chúng ta. Trần Khải gật đầu một cái, sau đó nói một tiếng đi. Ngay sau đó liền lên xe, ngồi ở ở bên cạnh Triệu Linh Nhi. Lên xe về sau đóng cửa xe lại. Triệu Linh Nhi đối với tài xế trợ lý dặn dò một tiếng, tiếp đó liền lái xe hướng về Mado Quốc tế Đại tử Điếm Phương hướng đi, chỉ chốc lát đã đến. Chờ Trần Khải ngồi Triệu Linh Nhi xe, từ cửa trường học rời đi. Tiếp đó rất nhanh, Mado Đại học trong sân trường liền trong nháy mắt truyền bá. Các ngươi đều nghe nói không có, năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất, quản lý xí nghiệp hệ Trần Khải, thế mà nhận biết Triệu Linh Nhi, cái kia đang hót nữ minh tinh, hơn nữa Triệu Linh Nhi ca khúc mới, nghe nói còn là Trần Khải cho nàng viết. Các ngươi dám tin sao? Chúng ta ma đô đại học năm nay sinh viên đại học năm nhất, thế mà ra như thế một vị ngư nhân. Ta đi, thật hay giả. Đại minh tinh đều mời hắn sáng tác bài hát. Mà những lời này, rất nhanh cũng truyền đến tầng tiểu ngư các nàng phòng ngủ ở trong. Đối diện cùng sát vách ký túc xá mấy nữ sinh, đi tới tầng tiểu ngư phòng ngủ về sau. Lập tức liền mở miệng hỏi. Tầng tiểu ngư, nghe nói ngươi cùng quản lý xí nghiệp hệ Trần Khải, quan hệ rất tốt phải không? Tấu chương xong. Chương 303, lão trần ngươi biết ngươi tại chúng ta đại học có nhiều hỏa sao tần tiểu ngư cùng chu lệ lệ vừa mới hết giờ học tiếp đó về tới phòng ngủ ở trong vốn là suy nghĩ ở trong phòng ngủ đợi một hồi múc nước rửa mặt một chút bây giờ là mua cơm giờ cao điểm không muốn đi nhà ăn bên kia cùng bạn học khác cứng trắng chen suy nghĩ chờ một lúc lại đi bất quá không nghĩ tới đối diện ký túc xá các nữ sinh còn có ở tại sát vách ngoại trừ tần tiểu ngư bạn học cùng lớp còn có lớp bên cạnh lúc này lập tức liền đến tất cả mọi người rất bác quái mà hỏi cá con ta nghe nói ngươi cùng quản lý xí nghiệp hệ năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất trần khải quan hệ chỗ rất tốt phải không có phải hay không nha sẽ không phải là những bạn học khác nhóm bí mật nói lung tung a à, vẫn là hai người các ngươi quan hệ thật sự rất không bình thường những nữ sinh này rất tò mò hỏi nếu như tần tiểu ngư cùng trần khải quan hệ thật sự rất tốt vậy coi như quá tốt rồi triệu linh nhi cũng không phải là ít các nữ sinh trong lòng thần tượng minh tinh hơn nữa vẫn là không ít các nam sinh nhất là 18, 19 tuổi những thứ này thanh niên nhóm ánh trăng sáng nữ thần. Phía trước, lên tiểu học cao trung thời điểm, ai còn chưa từng xem qua Triệu Linh Nhi chụp phim truyền hình A, đây chính là rất kinh điển nhân vật, tạo nên rất nhiều cổ trang nữ chính hình tượng, còn có hiện đại phim truyền hình kinh điển hình tượng. Hơn nữa ở trên Internet, nhân khí cũng là cự cao, không nghĩ tới hôm nay giữa trưa, vậy mà tại Ma Đô Đại học cửa trường học thấy được. Lúc nghe Tần Tiểu Ngư cùng Trần Khải quan hệ tốt hơn về sau, lập tức liền đến hỏi một chút muốn tìm tần tiểu ngư xác định một chút tần tiểu ngư gật đầu một cái tiếp đó trả lời nói đúng a à, ta cùng lão trần hai chúng ta quan hệ rất tốt a à, cao trung là ba năm bạn cùng bàn quan hệ bí mật đâu cũng là quan hệ rất tốt nam nữ huynh đệ các ngươi sao rồi từng cái làm gì thần thần thao thao đột nhiên hỏi cái này để làm gì tần tiểu ngư hơi nghi hoặc một chút nhìn xem trước mắt những nữ sinh này đại gia giải thích một chút tần tiểu ngư ngươi còn không biết sao ngay tại vừa rồi không bao lâu phía trước triệu linh nhi chính là cái kia nổi tiếng nữ minh tinh ngươi biết a à. mới vừa tới trường học chúng ta cửa tiếp đó chúng ta tận mắt thấy trong đám video rất nhiều học tỷ đều tại cửa ra vào nhìn thấy trần khải ngồi lên triệu linh nhi xe hơn nữa triệu linh nhi đối với trần khải thái độ còn tôn kính như vậy nghe nói triệu linh nhi cái kia bài ca khúc mới chính là trần khải hỗ trợ chế tác tự soạn nhạc cho nên chúng ta mới tới hỏi một chút ngươi cùng trần khải quan hệ có phải hay không rất tốt nếu quả là như vậy có thể hay không phiền phức cá con ngươi giúp chúng ta một tay nho nhỏ giúp chúng ta muốn một chút triệu linh nhi ký tên nếu như có thể mà nói vậy coi như quá tốt rồi ta sẽ kích động chết những nữ sinh này cũng là từng cái từng cái vô cùng khoa trương lấy tần tiểu ngư mặc dù cũng thật thích triệu linh nhi nhưng mà đối với cơm vòng bộ kia cũng không phải cảm thấy rất hứng thú không có những người này khoa trương như vậy muốn một cái ký tên mà thôi cần thiết hay không tần tiểu ngư hồi đáp tốt a quay đầu có cơ hội ta giúp các ngươi hỏi một chút nhưng mà nếu như nếu là công việc người ta vội vàng bận quá không có thời gian mà nói, vậy thì không thể trách ta, càng không thể trách chúng ta gia lão Trần. Các nữ sinh lập tức trả lời, không có, Triệu Linh Nhi đối với Trần Khải thái độ tôn kính như vậy, lại là người chế tác, nếu là hắn mở miệng mà nói, ký tên cái gì chỉ định không có vấn đề a à. Chính là chính là, ta cũng cảm thấy. Các nữ sinh rối rít nói xong câu đó, ngồi ở tầng tiểu ngư trong phòng ngủ, cũng hàng huyên vài phút. Sau đó, tầng tiểu ngư cùng chu lệ lệ một khối xuống lầu ký túc xá, chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm bụng có chút đói bụng, hơn nữa vừa mới tại phòng ngủ chờ đợi một hồi, cũng coi như tránh đi nhà ăn mua cơm giờ cao điểm. Miễn cho một đống người chen chút mà lên, quan xếp hàng đều phải làm chờ lấy thời gian dài như vậy. Chen qua tới chen qua, cũng thật khó chịu. Mới vừa từ ký túc xá nữ sinh cao ốc đi tới, Tần Tiểu Ngư cũng là cảm thán một chút, má ơi, chúng ta sát vách còn có đối diện ký túc xá, mấy nữ sinh kia, cũng quá kinh khủng. Vì muốn một cái ký tên, cần thiết hay không, Ta cũng thật thích Triệu Linh Nhi đó a, à, nhưng mà cũng không có khoa trương như vậy chứ." Chu Lệ Lệ cũng là dở khóc dở cười nói: "Các con a, à, ngươi đây thuần túy là sinh ở trong phút không biết phúc còn không phải bởi vì ngươi cùng Trần Khải quan hệ đặt ở nơi này bên trong, hai người các ngươi mỗi ngày ở cùng một chỗ, Trần Khải phía trước đi Triệu Linh Nhi công ty quản lý, nói chuyện hợp tác thời điểm, ngươi không phải cũng đi theo sao, ngươi nếu là muốn gặp Triệu Linh Nhi một mặt vậy khẳng định dễ dàng, những người khác cũng không giống nhau, muốn gặp Triệu Linh Nhi một mặt, cái kia nhiều khó khăn a, à, có thế muốn một cái ký tên kia liền càng là không dễ dàng, có thế không kích động sao, đây chính là đại minh tinh A. Tại 18, 19 tuổi ở độ tuổi này, chính xác, một chút nam nam nữ nữ thanh niên nhóm. Đối với minh tinh hào quang thần tượng lọc kính, vẫn là rất nặng, cái này cũng rất bình thường, tuổi dậy thì đi. Ai còn không có như thế một cái truy tinh tuế nguyệt đâu. Nữ sinh truy một ít minh tinh, nam sinh truy một chút ngôi sao cầu thủ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp các loại, cũng là chuyện thường xảy ra. Tốt không nói những thứ này, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi, đi rồi đi rồi, xem buổi trưa hôm nay nhà ăn A-di làm cái gì. Thời gian chỉ chốc lát. Tần Tiểu Ngư cùng Chu Lệ Lệ liền đi tới nhà ăn, lấy cơm về sau, tìm một cái vị trí ngồi xuống. Nhìn thấy cái này phong phú cơm trưa, Tần Tiểu Ngư ngửi một cái hương vị, ân hương vị cũng không tệ lắm đi, rất thơm. Lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình, tiếp đó cho Trần Khải phát tới. Lão Trần, cho ngươi xem một chút ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì, ta lúc này cùng lệ lệ tại một khối, hai chúng ta tại nhà ăn đâu hôm nay nhà ăn a di cho lượng vẫn rất nhiều cũng có thể là là bởi vì dung mạo ta tương đối gầy nhỏ duyên cớ a cho nên a di vừa mới cho ta thịnh món ăn thời điểm không có rung tay trực tiếp làm cho ta nhiều như vậy cũng không tệ lắm ngươi đây lão trần các ngươi không phải muốn đi ma đô quốc tế đại tử điếm sao vừa tới phải không đến chưa a như thế nào cũng không thấy ngươi cùng ta hồi báo một chút đâu tần tiểu ngư trên điện thoại di động mặt đánh chữ tràn đầy cũng là chia sẻ muốn trên cơ bản cùng trần khải nói chuyện phiếm họa phong chính là Trần Khải trở về một câu tin tức, Tần Tiểu Ngư có thế phát năm, sáu câu cái chủng loại kia. Liền một chút bình thường bí mật trong sinh hoạt chi tiết, cho dù là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, đều biết cùng Trần Khải nói một lần, chia sẻ muốn nhiều đến nổ tung. Trần Khải lúc này ngồi ở trên xe Triệu Linh Nhi, ngay tại một phút phía trước, cũng là vừa mới xuống xe. Tiếp đó Triệu Linh Nhi liền mở miệng nói ra, Trần Khải lão sư, chúng ta đã đến, đây chính là ma đô quốc tế đại tử điếm, chúng ta trực tiếp đi vào đi, kiệt ca đoán chừng cũng tại trên lầu chờ lấy chúng ta, chờ một lúc đến phòng về sau, thật tốt giới thiệu cho ngươi một chút. Xuống xe về sau. Triệu Linh Nhi liền để tài xế trên xe chờ lấy, tiếp đó chính mình cùng Trần Khải một khối vào quán rượu. Trực tiếp lên lầu, đi phòng. Vừa mới ra thang máy, Trần Khải liền chú ý tới Tần Tiểu Ngư phát tới tin tức, tràn đầy chia sẻ muốn. Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư phát tới những chữ này về sau, Trần Khải cũng là nở nụ cười, không thể không nói một chút, cá con cái này chia sẻ muốn. Mới mất một lúc như vậy, thế mà cho mình trước trước sau sau, phát bảy, tám đầu tin tức, còn có mấy trương hình ảnh, liền trúng buổi trưa ăn cái gì đều cùng chính mình hồi báo một chút. Hơn nữa cũng phát tin tức hỏi mình đến quán rượu không có, có phải hay không đã bắt đầu ăn cơm đi. Trần Khải đánh chữ nói, ta vừa mới đến khách sạn, bây giờ đi lên lầu phòng, có thể đợi chút nữa ăn cơm đi, muốn trước nói chuyện. Tần tiểu ngư cơ hồ là lập tức trở lại tin tức, a a à, dạng này a, à, vậy ngươi làm việc của ngươi a, à, a à, đúng lão Trần, lại nói hôm nay buổi trưa, Triệu Linh Nhi là tới cửa trường học đón ngươi sao, vừa mới tại phòng ngủ thời điểm, ở tại nhà trọ chúng ta đối diện, còn có sát vách mấy nữ sinh, đều tới chúng ta phòng ngủ, hỏi ta cùng ngươi quan hệ có phải hay không rất tốt, biết vì cái gì các nàng hỏi cái này sao? Bởi vì những nữ sinh này, đều nghĩ để cho ta hỗ trợ. Ngươi không phải là cùng Triệu Linh Nhi quen biết sao, đều muốn Triệu Linh Nhi ký tên. A nha, lão Trần ngươi bây giờ có thể nói là chúng ta ma đô đại học, tương đương nổi tiếng một vị sân trường nhân vật quan trọng, ngươi biết ngươi bây giờ có nhiều hỏa sao bây giờ? Chính xác, Tần Tiểu Ngư nói không sai, Trần Khải chính mình cũng cảm giác được dù sao một ca khúc hát đi ra, 4 năm đại học ưu tiên kén vợ kén chồng quyền, cái ngạnh này ở phía sau mấy năm về sau, sở dĩ tại video ngắn phía trên bạo hỏa, không phải là không có nguyên nhân. Lại thêm, Triệu Linh Nhi ca khúc mới cũng là chính mình hỗ trợ chế tác. Rất nhiều ưa thích Triệu Linh Nhi, trong đại học, nam sinh nữ sinh đều có, tự nhiên đều muốn một chút ký tên. Cũng rất bình thường, thanh niên đi. Trần Khải cười đánh chữ, hảo, không phải liền là ký tên sao, chờ một lúc nói xong rồi về sau, ta để cho Triệu Linh Nhi ký mấy trương, đến lúc đó đưa cho ngươi. Trần Khải vẫn là rất sủng tần tiểu ngư. Tiếp đó ngay sau đó, Trần Khải liền cùng Triệu Linh Nhi cùng đi tiến vào phòng ở trong. Đẩy ra phòng môn, liền thấy một cái nam ca sĩ. Đối phương chính là Triệu Linh Nhi nói tới kiệt ca, hơn nữa khuôn mặt cũng là rất quen thuộc, đối với Trần Khải tới nói. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, kiệt ca ở trên mạng nổi tiếng cũng rất cao. Cũng từng hát rất nhiều kinh điển ca khúc, chính xác rất nóng nảy lâu rất lâu, thực lực ngón giọng cũng là có. Kiệt ca, ta mang trần khải lão sư tới chính thức giới thiệu cho ngươi một chút ta cái kia bài ca khúc mới phi tù chính là trần khải lão sư giúp ta tự soạn nhạc chế tác ngươi đừng nhìn trần khải lão sư rất trẻ trung nhưng hắn thật là một vị rất khó lường âm nhạc người ngươi cũng biết phía trước hắn hát mấy bài hát ở trên mạng cấp tốc truyền bá cũng là vô cùng hỏa đặc biệt là khi đó gió nổi lên lúc mấy ngày trước không phải có một cái phòng bán vé rất cao điện ảnh sao chính là thanh xuân sân trường đề tài chính là sử dụng gió làm chủ đề khúc cái kia bộ phim chụp mặc dù rất tốt cho nên phòng bán vé mới có thể cao như vậy nhưng mà cái chủ đề này khúc cũng mang đến rất lớn hiệu quả đó cũng là không thể phủ nhận bởi vì làm mở rộng tuyên truyền điện ảnh tuyên truyền không có một cái nào đặc biệt đốt bối cảnh âm nhạc vậy thật ra thì cũng rất khó gây nên một chút cộng minh cho nên khúc chủ đề rất trọng yếu cho cái kia bộ phim thật sự rất thêm điểm vừa mới đi vào phòng về sau nhìn thấy kiệt ca triệu linh nhi liền lập tức giới thiệu một chút trần khải kiệt ca cũng là rất kích động thật chặt lôi kéo trần khải tay nói Trần Khải lão sư, ta biết ngươi. Ngươi gần nhất tại chúng ta hoa ngữ giới âm nhạc lưu hành vòng âm nhạc tử bên trong, đúng là rất hỏa rất hỏa, ngươi rất nhiều âm nhạc tác phẩm, ta đều nghe qua vô số lần, đến lúc buổi tối ta một mực tại đơn khúc tuần hoàng, ta cảm thấy, ngươi là một cái rất có tài hoa âm nhạc người. Hơn nữa âm nhạc phong cách khoảng cách phi thường lớn, cho nên ta một mực chờ mong muốn theo ngươi gặp mặt, cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút, vì cái gì ngươi âm nhạc khoảng cách sẽ lớn như vậy. Tấu chương xong. Chương 304, Lão Trần ngươi nói tương lai ta sinh bảo bảo sẽ không giống ta. Kiệt ca mặc dù cũng là một vị rất có thực lực âm nhạc người, nhưng mà phong cách cũng là rất cố định, đương nhiên cái này cũng là một cái chỗ tốt. Đại biểu âm nhạc có nhận ra độ, nhưng mà cũng có một cái chỗ xấu, chính là phong cách sẽ trói chặt một người, không quá dễ dàng tiến hành một chút âm nhạc bên trên đột phá. Cái này cũng là rất nhiều người xem đám fan hâm mộ duy nhất chửi bậy điểm. Thì tương đương với chụp hài kịch điện ảnh diễn viên một dạng, tỉ như một bộ nổi tiếng hiện đại tình cảnh hài kịch bên trong có một cái gọi là trương vĩ diễn viên bởi vì vai diễn hài kịch nhân vật quá thâm nhập lòng người dẫn đến đằng sau diễn cái gì phim truyền hình người xem đều không hiểu muốn cười ngược lại phong cách bị cố định trụ rất khó đột phá chính là cái đạo lý này kiệt ca nói rất chân thành trần khải lão sư cho nên chúng ta lần này gặp mặt một phương diện ta là muốn kiến thức một chút chúng ta đoạn thời gian gần nhất hoa ngữ giới âm nhạc mới lên cấp vị này đỉnh lưu ca sĩ trừ cái đó ra ta cũng nghĩ cùng trần khải lão sư ngươi thương lượng một chút xem có thể hay không có cơ hội chúng ta song phương hợp tác một chút bởi vì ta gần nhất dự định tham gia một đương âm nhạc tranh tài tính chất tống nghệ tiết mục mặc dù là một đương tống nghệ tiết mục nhưng cũng là âm nhạc tranh tài thi đấu loại cho nên cũng là rất trọng yếu nhưng mà ta gần nhất gặp viết chữ bình cảnh lại nghe nói linh nhi ca khúc mới đạt được thành công lớn người chế tác là trần khải lão sư ngươi cho nên ta mới nhờ cậy linh nhi hỗ trợ dẫn tiếng một chút muốn cùng trần khải lão sư ngươi gặp mặt tâm sự xem có cơ hội hay không hợp tác ta muốn dùng bài hát này đi tham gia cái này chương trình kiệt ca vô cùng thành khẩn nói tiếp đó nghĩ ở trong lòng lấy nếu như trần khải nguyện ý giúp tự mình chế tác một ca khúc mà nói nếu là cũng có thể giống triệu linh nhi một ca khúc phát ra ngoài trong nháy mắt nóng nảy toàn bộ mạng hơn nữa tại âm nhạc trên bảng xếp hạng mặt thứ tự còn rất cao ra vòng độ phi thường phổ biến ca khúc truyền xướng độ cũng là cạc cạc ngư bức vậy coi như quá tốt rồi vậy lần này tham gia cái kia đương tống nghệ tiết mục cái kia không thể cạc cạc loạn giết sao. Không cầm quán quân đều nói không đi qua. Cho nên trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, cũng không biết Trần Khải có thể đáp ứng hay không. Bất quá đã làm tốt bị cự tuyệt khả năng tính chất. Giống như thế một vị trẻ tuổi âm nhạc người, có tài hoa có ngón giọng. Có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Cự tuyệt mình đã không còn gì để nói. Bất quá không nghĩ tới, Trần Khải thế mà trực tiếp đáp ứng xuống, cũng không có bất kỳ do dự. Tốt, vừa vặn ta gần nhất có một bài hát mới, ca từ cùng khúc phổ phương diện cũng đã làm xong, ta cảm thấy bài hát này, nếu như giao cho kiệt ca ngươi tới hát mà nói, hẳn là có thể hát rất tốt. Bất quá vẫn là câu nói kia, ta không phải là không công giúp người chế tác ca khúc, không phải miễn phí tính chất. Kiệt ca rất nghiêm túc trả lời, cái này đương nhiên, chỉ cần Trần Khải Lão sư ngươi nguyện ý giúp ta chế tác ca khúc, phương diện thù lao ngươi không cần lo lắng, chắc chắn cho một cái ngươi giá vừa ý, bao ngươi hài lòng. Hơn nữa cũng sẽ giống Linh Nhi. Sau này bài hát này, sinh ra bất kỳ lợi tức, cũng sẽ phân ly 70% lợi tức. Ngươi nhìn dạng này được không? Trần Khải gật đầu một cái, đi, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Bài hát này tên gọi là Thiếu niên trung hoa nói. Ta từ cùng khúc phổ phương diện, ta đều đã luyện chế xong, ngươi nhìn một chút a. À. Phải biết, bài hát này tại trước kia đó cũng là cực kỳ sôi động. Thậm chí còn lấy được đội tuyển quốc gia, cùng với ương mẹ nó công khai tán dương. Bài hát này không chỉ là soạn nhạc bộ phận phi thường tốt, đến nỗi từ phương diện càng là không có bắt bẻ bởi vì là cải biên lương khải siêu tiên sinh văn chương sáng tác có thể đem nhất bộ quốc học kinh điển văn chương tác phẩm cải biên thành âm nhạc tác phẩm kỳ thực cũng là rất khảo nghiệm bản lĩnh cho nên khi kiệt ca nhìn thấy từ khúc bộ phận về sau cả người trong nháy mắt liền choáng váng biểu lộ tại chỗ liền ngớ ngẩn ta thiên cái này ca từ không phải đời nhà thanh lương khải siêu tiên sinh văn chương sao bả quốc học kinh điển cải biên thành một bộ âm nhạc đây là cần rất cường đại âm nhạc bản lĩnh ta thiên trần khải lão sư ngươi không hổ là chúng ta vòng âm nhạc bây giờ thế hệ trẻ tuổi ở trong mới lên cấp đỉnh lưu ca sĩ a liền ngươi cái này soạn lại trình độ mà nói nói thực ra hợp thành tên rất nhiều năm mười mấy năm thậm chí hai mươi nhiều năm một chút lâu năm ca sĩ đều mặc cảm không nói trước người khác liền nói ta chính mình là tuyệt đối cam bái hạ phong nhìn thấy cái này một bài thiếu niên trung hoa nói từ khúc bộ phận về sau ngồi ở trần khải trước mặt kiệt ca cũng là lập tức mở miệng giơ ngón tay cái lên cảm thấy rất tán thưởng mà lại là tương đối tán thưởng cho đánh giá cũng là cao vô cùng Nghe được Kiệt ca đối với Trần Khải đánh giá về sau, ngồi ở một bên Triệu Linh Nhi cũng là ha ha cười, lập tức đã nói câu. Như thế nào Kiệt ca, ta chưa hề nói lời nói dối a. À. Trần Khải lão sư mặc dù trẻ tuổi, mới 19 tuổi đúng không, trước mắt vẫn chỉ là ma đô đại học sinh viên mới vào năm thứ nhất, đừng nhìn nhỏ tuổi, nhưng mà âm nhạc tài hoa phương diện, vậy thật là quá không nhiều thấy. Hơn nữa ta có dự cảm, trong vòng một năm, nhiều nhất không cao hơn thời gian hai năm rưỡi. Trần Khải cái tên này, chắc chắn có thể tại chúng ta hoa ngữ trên giới âm nhạc, lưu lại một trang nổi bật. Nói xong lời nói này, Kiệt ca cũng gật đầu một cái, biểu thị vô cùng tán đồng. Linh Nhi ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy lấy Trần Khải lão sư âm nhạc tài hoa, tuyệt đối không có khả năng bị mai một, hơn nữa bài hát này, ta thậm chí cảm thấy phải, nếu như cầm tới ta tham gia cái kia đương trong tiết mục giải trí mặt, nếu như lấy không được vô địch, có chút không nói được, vậy ta có thể liền cần thật tốt xem kỹ một chút chính mình, có phải hay không chính mình ngón giọng có vấn đề bởi vì bài hát này bản thân tuyệt đối là vương tạc cấp âm nhạc tác phẩm kiệt ca nói xong lời nói này lập tức liền kích động tiếp đó tại chỗ liền cùng trần khải đem hợp tác nói xong cứ dựa theo mới vừa nói một dạng thanh toán mấy trăm vạn phí tổn tiếp đó bài hát này sau này một chút lợi tức lấy ra 70% cho trần khải còn lại 30% thu đã về kiệt ca chính mình sở hữu xem như chia ba bảy thành mặc dù chia cho tương đối nhiều một điểm nhưng mà không có quan hệ chỉ cần tác phẩm là tốt chất lượng theo kịp, kiếm ít một điểm tiền không có gì. Bởi vì có thể kiếm được danh ký, muốn kiếm tiền lúc nào cũng có cơ hội. Hơn nữa đối với kiệt ca loại này thành danh nhiều năm ca sĩ tới nói, kiếm tiền hay không đã là thứ yếu, có thể hay không làm ra một bộ tác phẩm tốt. Thu được đại chúng nhóm tán thành, thỏa mãn đám fan hâm mộ, đó mới là trọng yếu nhất, so tiền còn trọng yếu hơn. Chờ ký xong hợp đồng về sau, hợp tác liền xem như đàm phán thành công. Kế tiếp liền đợi đến Kiệt ca tham gia cái kia đương tống nghệ tiếp mục, tiếp đó lấy bài hát này thiếu niên Trung Hoa nói, trực tiếp một đường đoạt giải quán quân, kinh ngạc toàn trường một màn kia. Không chỉ Trần Khải có lòng tin, liền Kiệt ca chính mình cũng là khá có lòng tin. Bài hát này, từ khúc bộ phận viết hảo như vậy, nhất định sẽ hỏa. Cầm lấy một chén rượu, tiếp đó Kiệt ca hơi cười, chủ động cùng Trần Khải đụng đụng rượu. Hơi uống mấy chén, bất quá bởi vì buổi chiều 3, 4 điểm thời điểm, Trần Khải còn có lớp muốn lên, cho nên cũng không uống bao nhiêu đơn giản uống một chén nhỏ mà thôi, vấn đề không lớn, hắn tử lượng cũng rất ok. Giữa trưa ăn cơm trưa về sau, đã là nhanh một giờ chiều. Buổi trưa hôm nay trận này bữa tiệc cũng coi như nói tương đối thuận lợi. Cùng Kiệt ca cũng đã gặp mặt, hợp tác cũng đàm phán thành công, tiếp đó 800 vạn chế tác phí tổn cũng đánh tới Trần Khải trong thẻ ngân hàng. Kế tiếp bài hát này nếu như phát hỏa, kiếm được mỗi một phân tiền, đều phải cùng hắn chia. Rất tốt. Đến một giờ chiều, Trần Khải cùng Triệu Linh Nhi kiệt ca từ ma đô quốc tế đại tử điếm đi ra về sau, mới vừa đến cửa tử điếm. Triệu Linh Nhi liền khẽ mỉm cười nói. Trần Khải lão sư, chờ một lúc chúng ta như vậy đi, chúng ta trước tiên lái xe đưa ngươi trở về trường học. Tiếp đó, còn không có đợi Triệu Linh Nhi nói hết lời, Trần Khải liền trực tiếp khoát tay áo, biểu thị không cần. Vừa mới ăn rồi cơm trưa, bụng có chút chống đỡ, đi hai bước ba bước trở về trường học là được rồi. Ngược lại ma đô quốc tế đại tử điếm, khoảng cách ma đô đại học bên kia cũng không có thời gian bao lâu khoảng cách. Chính mình tản tản bộ, tiêu hóa một chút giữa trưa ăn qua đồ vật, thực sự không được, đánh chiếc xe không bao lâu đã đến. Nói qua về sau, Trần Khải liền trực tiếp vẫy vẫy tay, tiếp đó hướng về ma đô đại học phương hướng đi. Cái kia nếu là như vậy, liền không miễn cưỡng, Trần Khải lão sư ngươi trở về trường học trên đường chú ý an toàn, gặp lại, lần sau có cơ hội, buổi tối tìm thời gian, chúng ta thật tốt ăn một bữa cơm. Đến lúc đó, giới thiệu trong vòng một chút đỉnh cấp âm nhạc người cho ngươi nhận biết, còn có một số âm nhạc trang chủ lão bản, công ty đĩa nhạc, vân 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 vân. Dù sao xem như minh tinh, Triệu Linh Nhi giao thiệp tài nguyên vẫn phải có. Trần Khải cũng là hơi cười cười. Đi ở trở về Ma Đô Đại học trên đường, Trần Khải cho Tần Tiểu Ngư phát câu tin tức. Hợp tác vừa mới nói xong rồi, cơm trưa cũng ăn rồi, lúc này trở về trường học trên đường. Tần Tiểu Ngư nhận được tin tức về sau, quả quyết trả lời. Lão Trần, ngươi lúc này trở về trường học trên đường sao, vậy ta đi cửa ra vào chờ ngươi, xế chiều hôm nay không có gì khóa muốn lên, buổi chiều chúng ta có thể đi thao trường đánh một chút bóng rổ, buông lỏng một chút, hơi vận động một chút, rèn luyện một chút cơ thể. Từ lần trước huấn luyện quân sự kết thúc về sau, đã liên tục vài ngày không thế nào rèn luyện thân thể, khó trách ta cảm giác gần đây, chạy hai bước liền mệt không được, xem ra rèn luyện cơ thể, cũng là một cái cần trường kỳ kiên trì đồ vật nha. Ta nhưng phải đem thân thể dưỡng tốt, dù sao lão Trần ngươi cũng biết, ta thân thể nhỏ bé này, ta hiện tại cũng bắt đầu có chút lo lắng. Lo lắng đang lo lắng cái gì, Trần Khải hỏi ngược một câu. Tần Tiểu Ngư bổ não, hàm hàm nói. Lão Trần Ngư nhìn, ta thể chất kém như vậy, lại hư như vậy, hơi chạy mấy bước liền mệt không được. Ta nói là nếu như, nếu như chờ tốt nghiệp đại học về sau, tỷ như ta kết hôn rồi, lập gia đình, nếu là sinh cái bảo bảo, hài tử thể chất theo ta, giống như ta kém làm sao bây giờ, hu hu. Đây không phải là xong con nghe sao. Thể chất của mình đã quá kém, Tần Tiểu Ngư cũng không hy vọng, tương lai mình nếu như kết hôn lấy chồng, sinh bảo bảo cũng giống chính mình, vậy cũng không được a. À. Dù sao chiều cao phương diện này, tần tiểu ngư một mực là không hài lòng lắm. Cái này cũng là vì cái gì, đoạn thời gian gần nhất đến nay, tần tiểu ngư một mực lôi kéo Trần Khải dạy mình chơi bóng rổ, chính là hy vọng có thể cao lớn một điểm, nghịch thiên cải mệnh. Tần tiểu ngư không hy vọng tương lai mình sinh bảo bảo tại thân cao phương diện theo chính mình. Mà nghe được tần tiểu ngư não động mở lớn lo nghĩ, Trần Khải trực tiếp trả lời. Tấu chương xong. Chương 305, ngươi nói ta nếu là tìm lão công mà nói nên tìm cái dạng gì? Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư phát tới tin tức về sau, Trần Khải cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp đó đánh chữ hỏi. Tần Tiểu Ngư, ngươi có thể hay không nghĩ có chút quá xa, bây giờ trên chúng ta mới vừa vạn đại nhất mà thôi, ngươi lúc này cũng đã bắt đầu suy nghĩ, đại học đã tốt nghiệp về sau, kết hôn lấy chồng, thậm chí hài tử có thể hay không thể chất tùy ngươi vấn đề, ta là nên nói cái gì cho phải đâu, hơn nữa ngươi không cảm thấy, Tần Tiểu Ngư ngươi ý nghĩ này, ít nhiều có chút rất dư thừa sao trần khải nói xong lời này về sau tần tiểu ngư hỏi ngược lại một chút này chỗ nào dư thừa nha đây chính là một vấn đề rất nghiêm túc tốt a à, mặc dù bây giờ mới lên đại nhất mà thôi nhưng mà bốn năm đại học thời gian kỳ thực trôi qua rất nhanh nháy mắt thoáng qua một cái chớp mắt liền 4 năm sau hơn nữa tốt nghiệp đại học về sau cái kia kết hôn lấy chồng hẳn là rất bình thường a à, hơn nữa tần tiểu ngư mình mặc dù tại phương diện sự nghiệp của mình cũng rất xem trọng nhưng mà gia đình phương diện cũng là rất trọng yếu Sinh bảo bảo không phải chuyện sớm hay muộn sao, lại nói tần tiểu ngư cũng không hy vọng chính mình cùng bảo bảo tuổi tác trên lệch quá lớn. a nha, lão trần ngươi không hiểu, dung mạo ngươi cao như vậy, mà thân hình của ta nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, cảm thụ của ta, ngươi đời này là lý giải không tới, không cảm giác được. Cho nên lão trần, chính là có hay không cái gì khác biện pháp, có thể tránh cho loại này thảm họa phát sinh, ta cũng không hy vọng tương lai của ta kết hôn về sau, sinh ra bảo bảo, thể chất cùng chiều cao cũng giống như ta cũng như thế, vậy coi như xong con nhé. ô ô lần đầu cảm thấy dung mạo rất nhỏ nhắn xinh xắn không có đáng yêu chút nào ngược lại là không may ta thậm chí tương đối lo lắng nếu là tương lai của ta sinh bảo bảo thể chất nếu là giống như ta rất kém cỏi chiều cao phương diện một giống như ta mà nói không biết tương lai của ta bảo bảo có thể hay không hận chết mẹ của mình ta bây giờ thật lo nghĩ nha làm sao bây giờ làm sao bây giờ lão trần ngươi cần phải thật tốt giúp ta một chút trần khải không khỏi có chút cười thế nào giúp ngươi ngươi ngược lại là nói một chút, ta suy tính một chút có cần giúp một tay hay không? Chính là, ngươi chơi bóng rổ không phải là rất lợi hại sao, lại biết ca hát lại sẽ đánh bóng rổ. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian, lão Trần, ngươi nhất định muốn bồi ta chơi bóng rổ, chơi bóng rổ có thể cao lớn, nói không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh, bởi vì ngoại trừ cái này, ta tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp khác, tần tiểu ngư tự nói, cũng không thể đem chân của ta cưa bỏ, tiếp đó ghép lại người khác chân A. Tần tiểu ngư rất trừ tượng nói, cho Trần Khải cũng cả cười. Tiếp đó Trần Khải nói câu, ngoại trừ cái này, kỳ thực, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mau nói mau nói, Tần Tiểu Ngư rất tò mò hỏi, nếu quả thật có khác biệt biện pháp mà nói, chính mình nguyện ý thử một chút, xem là uống gì thuốc đông y, hay là cái khác cái gì? Trần Khải hồi đáp, rất đơn giản, chính là tương lai ngươi tìm một người cao tương đối cao lão công, dạng này sinh ra bảo bảo, rất có thể sẽ kế thừa ba ba gen, đến lúc đó thể chất, còn có khác cái gì, chắc chắn cạc cạc hảo. Nếu như là nữ nhi mà nói, vậy thì càng tốt hơn, nữ nhi theo ba ba ở mức độ rất lớn ba ba chiều cao cùng nhan trị hạng mức cao nhất quyết định nữ nhi cất bước tuyến nghe trần khải kiểu nói này tần tiểu ngư cũng cảm thấy có chút đạo lý đúng a à, thể chất của mình cái gì mặc dù là yếu nhược một chút cái này không có cách nào trời sinh không có cách nào thay đổi coi như thông qua chơi bóng rổ hoặc ăn thuốc đông y điều dưỡng có thể hơi cải thiện một chút nhưng mà cũng không có gì quá lớn dùng mấu chốt vẫn là muốn từ ba ba phương diện này vào tay lão trần vậy ngươi cảm thấy tương lai của ta nếu là tìm lão công mà nói nên tìm một người cao đại khái bao nhiêu lão công đâu hoặc ngươi có thể đánh cái so sánh cho ta một cách đại khái có thể tham khảo phương hướng tỷ như nói giống lão trần ngươi dạng này chính xác lão trần ngươi thân cao này còn giống như rất tiêu chuẩn hơn nữa ngươi thể chất này chính xác cũng tương đương lợi hại chúng ta phía trước lúc huấn luyện quân sự chạy vài vòng ta nhìn các ngươi ban đồng học đều mệt mỏi bất thành ra dáng lão trần ngươi còn ở chỗ này như cái người không việc gì chính xác lợi hại đó là tất yếu dù sao Trần Khải tố chất thân thể, đã thông qua hệ thống tiến hành rất đại trình độ đề thăng. Không phải người bình thường có thể so sánh. Đến nỗi chiều cao mà nói, tại 18, 19 tuổi ở độ tuổi này, cùng tuổi nam sinh ở trong, Trần Khải chiều cao 180 cũng coi như là khá cao, thậm chí rất nhiều người 20 nhiều tuổi về sau cũng chưa chắc có cái này chiều cao. Tần Tiểu Ngư chiều cao cùng thể chất liền lộ ra yếu nhược một chút. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư hai người đứng tại một khối cũng quả thật có một loại chiều cao phía trên tương phản cảm giác tiếp đó lúc này tần tiểu ngư liền lập tức lại bổ sung một câu cốt không nói những thứ này lão trần ngược lại kế tiếp một đoạn thời gian ngươi là nhất định muốn bồi ta chơi bóng rổ thật tốt dạy ta một chút mặc dù ta ca hát rất trừu tượng rất ngủ âm không được đầy đủ cái này không có biện pháp nhưng mà bóng rổ cái gì hẳn là rất đơn giản a à, học hẳn là cũng tương đối buông lỏng cho ta thời gian ta chắc chắn có thể nắm giữ được tinh túy ngươi tin tưởng ta ta tên đồ đệ này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Khải cũng là dở khóc dở cười, tiếp đó thời gian chỉ chốc lát, Trần Khải liền trực tiếp đón một chiếc xe, đi tới ma đô đại học cửa ra vào. Tần Tiểu Ngư lúc này, cũng đã từ ký túc xá nữ sinh ở trong, đi tới ma đô đại học cửa ra vào. Đến cửa ra vào về sau, nhìn chung quanh một lần, cũng không có nhìn thấy Trần Khải bóng người, thế là đánh chữ hỏi một câu. Lão Trần, ta này lại đã đến chúng ta ma đô đại học cửa, ngươi này lại còn chưa tới trường học sao, cũng quá lâu đi, Ma đô quốc tế đại tử điếm khoảng cách chúng ta ma đô đại học, khoảng cách cũng không phải rất xa a, à, ngươi sẽ không phải là đi bộ trở về a, à, vẫn là ngươi đã đến, chỉ là ta không nhìn thấy ngươi đây, không nên nha, ta thị lực 2.0, thị lực rất tốt nha. Ngay tại tầng tiểu ngư phát xong cái tin tức này đồng thời, Trần Khải liền xuống một chiếc xe taxi, tiếp đó liền trực tiếp đi tới. Tầng tiểu ngư lúc này, còn đang bận đánh chữ. Trần Khải liền trực tiếp đi tới, tiếp đó tại tầng tiểu ngư trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái, dọa tầng tiểu ngư nhảy một cái ai ô má ơi lão trần ngươi làm gì nha đột nhiên tại bả vai ta thượng phách rồi một lần ta còn tưởng là ai đây dọa ta kêu to một tiếng trái tim nhỏ đều sắp bị ngươi dọa đi ra tần tiểu ngư phản ứng này cũng là tinh khiết có chút khoa trương trần khải ha ha nở nụ cười tần tiểu ngư ngươi phản ứng này có phải hay không có chút quá lúc nào nhát gan như vậy ta như thế nào không biết đây không phải người nhát gan vấn đề là đột nhiên chụp ta một chút dọa ta một hồi tần tiểu ngư tiếp tục nói tốt lão trần chúng ta đi vào đi ngươi không phải buổi chiều 3, 4 điểm về sau có khóa muốn lên sao, thừa dịp thời gian này, còn có một hai cái giờ nhàn rỗi, chúng ta đi sân bóng rổ A, chơi bóng rổ, dạy ta dạy ta, đi thôi đi thôi. Tần Tiểu Ngư nói xong câu đó, hệ thống tuyển hạng, liền lập tức xuất hiện tại trước mắt Trần Khải. Hệ thống lúc này tại trước mắt Trần Khải, lập tức xuất hiện hai cái tuyển hạng, để cho hắn tiến hành lựa chọn. Tích tích, trước mắt phát động hệ thống tuyển hạng, thỉnh túc chủ tại trong phía dưới hai cái tuyển hạng tùy ý lựa chọn một hạng tiến hành lựa chọn, Hoàn thành tuyển hạng nhiệm vụ sau, có thể nhận lấy tương ứng ban thưởng. Tuyển hạng 1, bồi tần tiểu ngư chơi 2 giờ rưỡi bóng rổ, có thể thu được một lần cơ hội rút thưởng. Tuyển hạng 2, trực tiếp cự tuyệt, để cho tầng tiểu ngư chính mình đi chơi, ban thưởng tấm gương chúng ta xưng hào. Trần Khải trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ nhất, đương nhiên là bồi tần tiểu ngư đi đánh 2 giờ rưỡi bóng rổ. Chờ đã, 2 giờ rưỡi. Trần Khải trong đầu tự hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà một giây sau, còn không có đợi hắn nói cái gì cũng còn không có đợi hắn phản ứng lại, Tần Tiểu Ngư liền lập tức lôi kéo tay của hắn, cùng nhau đi trường học sân bóng rổ. Chỉ chốc lát sau, đã đến sân bóng rổ bên này, hướng bên cạnh những niên trưởng kia nhóm cho mượn một cái bóng rổ tới, tiếp đó liền vỗ cầu đến đây. Lão Trần, có phát hiện hay không đi qua trong khoảng thời gian này đến nay ta luyện tập, ta dẫn bóng tốc độ, cùng kỹ xảo lực khống chế, vẫn là thật lợi hại đâu, hắc hắc, có phải hay không cảm giác ta rất thông minh, một giáo liền sẽ, ta cũng cảm thấy ta thật thông minh. Tần Tiểu Ngư khoe khoang từ nói nhìn thấy tần tiểu ngư dẫn bóng động tác trần khải có chút không kèm được như thế nào cảm giác tần tiểu ngư cái này dẫn bóng động tác có chút trừu tượng đâu chú ý tới trần khải ở bên cạnh cười về sau các con lập tức liền hỏi lão trần ngươi cười cái gì nha là ta dẫn bóng động tác quá khó nhìn sao nhờ cậy ta chỉ là một cái tân thủ tốt a à, đối với tân thủ hơi khoan dung một điểm đi yêu cầu đừng như vậy cao đừng như vậy hà khắc đi tần tiểu ngư nói xong câu đó trần khải cũng là không khỏi cười cười hai người tại bóng rổ bên này đánh 2 giờ rưỡi bóng rổ, trong nháy mắt, đã đến xế chiều hơn 3 giờ bộ dáng. Cũng gần như nên đi học, bởi vì hơn 3 giờ chiều thời điểm, Trần Khải còn có một bài giảng muốn lên. Cho nên từ sân bóng rổ bên này rời đi về sau, liền trực tiếp đi học. Tần Tiểu Ngư cũng là trực tiếp trở về túc xá. Vừa mới tách ra về sau, Trần Khải bên này, lập tức nhận được hệ thống tuyển hạng ban thưởng. Tích tích, túc chủ bồi Tần Tiểu Ngư đánh 2 giờ rưỡi bóng rổ, thu được tuyển hạng nhiệm vụ ban thưởng, một lần miễn phí cơ hội rút thưởng, phải chăng lập tức tiến hành rút thưởng? Nhìn thấy hệ thống rút thưởng nhắc nhở, Trần Khải rất quả quyết tiến hành rút thưởng. Tiếp đó một giây sau, liền thấy hệ thống rút ra ban thưởng. Bất quá dù sao chỉ là một cái nho nhỏ tuyển hạng nhiệm vụ mà thôi, cho nên rút đến ban thưởng, trên cơ bản cũng không tính được nhiều cực phẩm, đúng quy đúng cũ A. À. Tích tích, túc chủ rút thưởng thành công, thu được ban thưởng, nhân khí 200 vạn. Phần thưởng này tác dụng vô cùng đơn giản, theo lý thuyết, sử dụng sau đó, có thể lập tức thu được 200 vạn nhân khí có thế ở trên mạng gây nên nhất ba lưu lượng cùng độ chú ý. Cũng là rất trọng yếu. Bất quá bây giờ Trần Khải không có chuyện gì, nếu như đằng sau, có cái gì tác phẩm mới muốn phát mà nói, ngược lại là có thể dùng một chút phần thưởng này kèm theo 200 vạn nhân khí ủng hộ. Vậy vẫn là tương đối quan trọng. Tiếp đó ngay sau đó, Trần Khải liền trực tiếp về tới phòng học ở trong, kế tiếp có một bài giảng muốn lên, cho nên vội vàng lên lớp đi. Bất quá làm một người trùng sinh, đối với đại học thời đại những chương trình học này, Trần Khải cơ hồ là không thể nào cần học loại này đơn giản chương trình học, hoàn toàn là giảm chiều không gian đã kích. Nhưng mà đại học trên lớp học, nhìn xem cái này một màn quen thuộc, đối với Trần Khải dạng này một cái người trùng sinh tới nói, vẫn là rất hưởng thụ. Bởi vì rất nhiều năm về sau, lại nghĩ trở lại lớp học, cũng không có gì cơ hội, cũng tìm không thấy loại cảm giác đó, cho nên phá lệ cảm thấy trân quý. Ngược lại là bên cạnh Trần Tử trắc bọn hắn ca ba cái, ngáp một cái, có chút mệt trả rời, nghe lão sư ở phía trên giảng bài, cảm giác như nghe thiên thư, nghe không hiểu, nhưng mà rất là ngủ gật bất quá chủ yếu cũng là bởi vì cái này ba cái gần nhất chơi đùa chơi quá mê mẩn cho nên lên lớp thất thần ngủ gật mệt trả rời cũng không có ý tốt gì bên ngoài trong nháy mắt một buổi chiều cứ như vậy vội vàng đi qua đợi đến hết khóa về sau trên cơ bản đã là chạng vạn tối 6, 7 giờ dáng vẻ trần khải mới vừa đi ra phòng học liền thấy tần tiểu ngư ở phòng học cửa ra vào chờ lấy tấu chương xong chương ba trăm trần khải ba mẹ chấn kinh các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi lão trần Ngươi tan lớp, đi thôi, đi về nhà. Đúng, chúng ta phía trước ở trên mạng mua Jica đã đến hàng, ta đã lấy về lại, thấy được không, ngay tại trên tay của ta chính là hai cái này. Các con vẫn rất mong đợi, không biết lão Trần mặc vào loại quần áo này, lại là cái dạng gì đâu, có thể hay không rất đẹp trai đâu. Không chỉ là Tần Tiểu Ngư mong đợi như vậy. Trần Khải cũng giống như nhau, chính xác cũng nghĩ nhìn một chút, Tần Tiểu Ngư xuyên Jica là cái dạng gì. Nghĩ tới đây về sau, trần khải cùng trần tự trách bọn hắn ca ba cái lên tiếng chào hỏi tiếp đó liền cùng cá con cùng nhau rời đi buổi tối tìm một nhà tiệm cơm ăn bữa tối tiếp đó liền đi về nhà đến trong nhà tần tiểu ngư liền lập tức nói lão trần ngươi không phải muốn nhìn ta xuyên cái này di ca sao vậy ta bây giờ đi lên lầu đổi một chút chờ một lúc xuống cho ngươi xem một chút nhìn ta một chút xuyên di ca có đẹp hay không bất quá đầu tiên nói trước a à, khi đi lên lầu ta thay quần áo ngươi cũng không thể nhìn lén a à, nhất định không thể nhìn lén Tần Tiểu Ngư nghiêm túc nhấn mạnh. Cũng cho Trần Khải không biết làm gì, tiếp đó hắn đùa dẫn nói câu, cá con, chúng ta nhận biết thời gian lâu như vậy, ta là cái loại người này sao, ta làm sao lại nhìn lén. Nói đùa, đem huynh đệ muốn trở thành loại kia lão sắc phê, ít nhiều có chút quá mức a. À. Cũng đúng, lão trần nhân phẩm của người ta là tin được. Vậy ta đi đổi, ở chỗ này chờ. Nói xong câu đó về sau, tần tiểu ngư liền cầm lấy trần khải mua cái kia di ca hàng chuyển phát nhanh tiếp đó trở về trên lầu phòng ngủ của mình đi ở bên trong đổi thay quần áo mà lúc này đây mẹ điện thoại đánh tới là uy chắc video điện thoại trần khải ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem lão mụ đánh tới uy chắc điện thoại vẫn là video thế là cũng thật tò mò nghĩ thầm lão mụ lúc này gọi điện thoại làm gì thế là hắn liền tiếp thông xuống tiếp đó điện thoại bên kia liền xuất hiện mẹ video hình ảnh lão mụ khẽ cười nói nhi tử hai ngày nữa chính là thứ sáu ngươi cùng cá con xác định trở về giang bắt đúng không vậy là tốt rồi ta chủ yếu là sợ ta cùng cha ngươi trong nhà đều chuẩn bị đầy đủ hết đến lúc đó các ngươi đột nhiên lại không trở lại vậy chúng ta không phải chính là cao hứng hụt một hồi sao? cho nên gọi điện thoại lại xác nhận một chút ngay tại lão mụ nói lời này đồng thời trần khải còn chưa kịp nói chuyện liền thấy tần tiểu ngư vừa mới đổi xong di ca tiếp đó từ trên lầu đi xuống tần tiểu ngư mặc màu trắng di ca còn có tơ trắng vớ không thể không nói Tần Tiểu Ngư mặt vào thật sự rất xinh đẹp. Đi xuống lầu về sau, liền đi thẳng tới phòng khách, ghế sofa bên này, tiếp đó hì hì nói nói, như thế nào lão Trần, ta xuyên bên trên có phải hay không là rất xinh đẹp đâu? Nhìn thấy video bên kia Tần Tiểu Ngư ăn mặt về sau, Trần Khải phụ mẫu, trong nháy mắt liền chấn kinh, khá lắm, các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi a? À. Trần Khải lúc này cũng là có chút im lặng, nghĩ thầm, các con đi lên lầu thay quần áo, như thế nào sớm không tới muộn không xuống, hết lần này tới lần khác lúc này xuống xong con nhé, dựa theo lão mụ cường đại não bổ năng lực, cùng với chính mình đối với mẹ hiểu rõ trình độ, nhìn thấy một màn như vậy, cái kia mẹ không thể tin khiếp hiểu lầm a. À. Hơn nữa hiểu lầm kia nhưng là làm lớn lên, lão mụ hiểu lầm ngược lại là không có gì, chỉ sợ vạn nhất truyền đến tầng tiểu ngư cha mẹ bên kia, vậy coi như có chút cái kia a. À. Không biết còn tưởng rằng mình tại ma đô đem tầng tiểu ngư làm hư đâu. Phải biết nhân gia tầng tiểu ngư cha mẹ, thế nhưng là đặc biệt dặn dò chính mình nhất định định phải thật tốt chiếu cố tầng tiểu ngư kết quả ngươi chính là chăm sóc như vậy xuyên di ca hai ngươi còn chơi lên cốt play vẫn là tình thú tiểu đạo cụ khá lắm nghĩ tới đây về sau trần khải đã cơ hồ có thể tưởng tượng được tới đến lúc đó tần tiểu ngư ba mẹ phản ứng cho nên lập tức liền giải thích một chút mẹ sự tình không phải như ngươi nghĩ ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a ta cùng cá con không phải như ngươi nghĩ chúng ta là tham gia một cái triển lãm anime cho nên muốn mặc một chút anime loại quần áo chỉ là cốt play mà thôi không phải như ngươi nghĩ nhìn thấy lão ngụ một bộ biểu tình như vậy trần khải lập tức giải thích một chút a à, tần tiểu ngư lúc này cũng mộng bức cũng đúng là không nghĩ tới lão trần ngươi ngươi tại cùng a di thông video điện thoại a như thế nào không nói sớm a song song mắt cỡ chết người a a a a ta cảm giác ta bây giờ lúng túng hận không thể phải đào cái địa động chui vào tần tiểu ngư đã cảm nhận được cái gì gọi là xã hội tính chất tử vong giống như trước đây thời điểm lão trần bí mật giống như chính mình nói cái kia từ ngữ xã hội tính chất tử vong. Cái gì gọi là xã hội tính chất tử vong? Cái này kêu là xã hội tính chất tử vong. Chung quy là minh bạch, cái từ này là có ý gì? Thế là lập tức giải thích một chút, A Di, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm a, ta cùng lão Trần, hai chúng ta thật không phải là giống như ngươi nghĩ. Chủ yếu là lão Trần hắn nói muốn nhìn ta xuyên di ca, cho nên ta tìm tưởng nhớ lấy, vậy thì mặc cho hắn nhìn thôi. Ngược lại đều là người mình, xuyên cái di ca mà thôi, lại không cái gì quá không được hơn nữa ta cũng thật thích di ca trước đó không có mặt qua suy nghĩ thừa cơ mặt thử một chút vỗ vỗ ảnh chụp xem dễ nhìn không dễ nhìn thật không phải là a di như ngươi nghĩ tần tiểu ngư lập tức giải thích một chút kết quả không giải thích còn tốt vừa giải thích như vậy về sau phụ mẫu hiểu lầm đấy thì càng sâu a nha không cần giải thích ta hiểu ta hiểu chúng ta hiểu vậy cứ như vậy đi trước tiên không quấy rầy các ngươi điện thoại trước hết treo các ngươi chậm rãi chơi tiếp tục tiếp tục sau khi nói đến đây lý xuân mai liền trực tiếp ba một cái cúp điện thoại điện thoại này treo khỏi phải nói có nhiều quả quyết tần tiểu ngư tại điện thoại cúp máy về sau tiếp đó đem đầu chui vào trần khải trong ngực a à. lão trần song song ta cảm giác cái này mất mặt ném về tận nhà vì cái gì ngươi cùng a di thông video điện thoại không có nói phía trước nói với ta một tiếng đâu làm hại ta lúng túng chết hu hu làm sao bây giờ làm như thế nào cùng a di giảng giải a di chắc chắn hiểu lầm cho là hai người chúng ta đang làm cái gì kỳ quái nhập vai tần tiểu ngư phía trước nghe giai giai cùng mình nói qua giống như người trưởng thành ở giữa thật thích loại kia trò chơi nhỏ nhập vai trò chơi nhỏ mặc dù nói tần tiểu ngư lúc đó chữa bậy qua giai giai cũng quá dơ bẩn a à. nhưng là không nghĩ đến bây giờ loại chuyện này liền phát sinh ở trên người mình giai giai nếu là biết nhất định sẽ chết cười chính mình thiên đạo dễ luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai vậy vấn đề là thật không phải là như thế a à? thật chỉ là xuyên cái di ca chụp mấy tấm hình mà thôi như thế nào một chuyện rất đơn giản càng giải thích càng loạn đâu cho nên trong lúc nhất thời tần tiểu ngư liền trực tiếp nói câu lão trần ngươi nói hai người chúng ta làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ nghe được các con câu nói này về sau trần khải cũng là hỏi ngược một câu còn có thể làm sao hiểu lầm thì hiểu lầm đi hai người chúng ta đi phải đang ngồi đến thẳng cũng không sợ bị hiểu lầm huống chi các con ngươi nghĩ a à, bị cha mẹ ta hiểu lầm cuối cùng so với bị ngoại nhân hiểu lầm mạnh a à, dù sao bị ngoại nhân hiểu lầm có thể sẽ khắp nơi nói lung tung ảnh hưởng hai người chúng ta danh tiếng danh tiếng nhưng mà bị cha mẹ ta hiểu lầm hai người bọn họ chắc chắn sẽ không khắp nơi nói lung tung nghĩ như vậy mà nói có phải hay không vẫn rất may mắn giống như có chút đạo lý tần tiểu ngư bị dao động sửng sốt một chút nhưng mà bất kể nói thế nào vẫn là bị a di hiểu lầm hai ngày nữa chính là thứ sáu không phải muốn cùng ngươi về nhà xem gì chú sao đến lúc đó nhiều lúng túng nha hơn nữa gì chú hỏi tới chúng ta nói thế nào còn có thể nói thế nào liền ăn ngay nói thật thật chỉ là chụp ảnh mà thôi, lại nói cái này cũng là sự thật a. À. Tần Tiểu Ngư biểu môi một cái nói, cái kia có vẻ như cũng chỉ có thể dạng này, a nha, nhìn một chút ta này thì xui xẻo thôi rồi luôn, được rồi được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói lão Trần, ngươi nhìn ta mặc vào di ca về sau, cảm giác thế nào, có phải hay không vẫn rất xinh đẹp đâu, có phải hay không cảm giác giống như là trong anime nhân vật nữ chính đi xuất hiện thực. Tần Tiểu Ngư vừa mới còn buồn bực đâu, kết quả một giây sau, họa phong thay đổi bất ngờ. Lập tức liền như cái người không việc gì, cũng cảm giác giống như là trong nháy mắt mất trí nhớ tựa như tiếp đó tại trước mặt trần khải đi lòng vòng vòng thể hiện ra một chút như thế nào lão trần có phải hay không cảm thấy ta xuyên bên trên cái này về sau siêu cấp xinh đẹp đâu ha 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 tính ngươi có ánh mắt ta cũng cảm thấy ta xuyên bên trên quần áo này chính xác nhìn rất đẹp không thể không nói tần tiểu ngư tính cách thật sự tùy tiện không tim không phổi phía trước một giây còn buồn bực đâu còn nói lúng túng hận không thể đào đất khe hở kết quả một giây sau bắt đầu thổi phòng chính mình xuyên di ca đẹp bao nhiêu thời điểm, trong nháy mắt liền như người không việc gì. Không hổ là cái ngốc ngốc tay mơ. Tiếp đó ngay lúc này, tại gian Bắc Trần Khải nhà bọn hắn trong phòng khách. Vừa mới cúp điện thoại về sau không bao lâu. Trần Khải lão ba liền rất hiếu kỳ hỏi một câu, "Lão bà, ngươi nói ta nhi tử cùng cá con, hai người bọn họ trong nhà làm gì vậy vừa mới, làm sao còn mặc vào loại kia đảo quốc tình yêu trong phim ảnh quần áo a, người tuổi trẻ bây giờ như thế biết chơi sao?" Nghe xong Trần Khải cha hắn nói lời này, Lý Xuân Mai biểu lộ trong nháy mắt thì thay đổi, ngươi cái già mà không đứng đắn, nói bậy gì đấy ngươi? Ta có thế cảnh cáo ngươi a, à, chờ Nhi Tử cùng cá con thứ sáu sau khi trở về, ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Yên tâm đi lão bà, ta có chừng mực, ta liền là cùng ngươi nói như vậy nói mà thôi, ta làm sao có thể ngay trước ta Nhi Tử cùng cá con mặt nói lời này, ta còn không có già như vậy không đứng đắn, cái này còn tạm được. Đúng lão bà, nếu không thì hai ta cũng chơi đùa người trẻ tuổi chơi nhập vai trò chơi a. À lăng, ngươi cái già mà không đứng đắn. Mà đồng thời, Trần Khải cũng bởi vì vừa mới tần tiểu ngư mặc thử rồi một lần di ca. Thành công hoàn thành phía trước hệ thống ban bố nữ tình cảm huynh để biến chất nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại đến nhận lấy khen thưởng thời điểm. Tấu chương xong. Chương 307, tới sổ. Nữ tình cảm huynh để biến chất chuyên chúc nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành về sau, hệ thống lập tức liền tiến hành nhắc nhở. Tích tích, túc chủ hoàn thành nữ tình cảm huynh để biến chất chuyên chúc nhiệm vụ, Thu được chuyên chút nhiệm vụ ban thưởng, đảo ngược cấp 10 tiêu phí phản lợi sử dụng cơ hội một lần. Cấp 10 tiêu phí phản lợi, kiểu khen thưởng này ngược lại là rất thường gặp, đặc biệt là tại một chút phim hoạt hình, trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện, Trần Khải cũng không lạ lẫm, khen thưởng đại khái tác dụng chính là chỉ cần dùng tiền, mỗi bỏ ra một khoản tiền, liền có thể thu được cấp 10 tiêu phí phản hiện. Bất quá đảo ngược cấp 10 tiêu phí phản lợi là có ý gì? Trần Khải lúc này rất nghi ngờ. Tiếp đó hệ thống lập tức cấp ra giải thích đại khái ý tứ nói đúng là, bởi vì là nữ huynh đệ biến chất chuyên chút nhiệm vụ. Cho nên khen thưởng đồ vật, tự nhiên cũng là cùng nữ huynh đệ, cũng chính là tầng tiểu ngư móc nối. Theo lý thuyết, cái này gấp 10 tiêu phí phản lợi, là chỉ có tầng tiểu ngư cho Trần Khải dùng tiền, chính mình mới có thể thu được gấp 10 phản hiện. Chính mình dùng tiền sẽ không nhận được phản hiện. Khá lắm. Chính mình rõ ràng đã thật có tiền, cũng coi như là tài phú tự do, mặc kệ là công ty cũng tốt, vẫn là hệ thống trước trước sau sau ban thưởng cho mình tiền mặt, cùng với cho Minh Tinh làm theo yêu cầu ca khúc kiếm được tiền, cũng là hơn mấy trăm vạn, mấy chục triệu, không thiếu tiền. Hệ thống đây là muốn cho chính mình ăn cá con cơm chùa sao? Bất quá phần thưởng này cũng không tệ. Tần Tiểu Ngư nếu như cho mình hoa một vạn khối tiền, như vậy mình có thể nhận được hệ thống 10 vạn ban thưởng. Đến lúc đó lại có thể trở về quỹ cho Tần Tiểu Ngư. Sau đó tiếp tục sáo qua, hao hệ thống lông dê. Thư Hùng Song lừa thuộc về là. Đáng tiếc chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nếu không cái kia quá sung sướng, Trần Khải ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà hệ thống cũng cho một cái sử dụng quy tắc, nói đúng là Trần Khải không thể chủ động để cho Tần Tiểu Ngư cho mình dùng tiền, như thế không chiếm được cấp 10 phản hiện. Nhất định phải là Tần Tiểu Ngư chính mình chủ động cho mình dùng tiền, như vậy mới hữu hiệu quả. Mới có thể nhận được cấp 10 phản hiện. Quả nhiên, nhà tư bản thì sẽ không làm mua bán lỗ vốn, hệ thống cũng sẽ không không công để cho nhổ lông dê. Nhưng mà, đó là đối với những người khác tới nói. Giống Tần Tiểu Ngư như thế một cái đỉnh cấp yêu nhau não cho Trần Khải tiêu tiền số lần, đếm đều đếm không hết. Cho nên Trần Khải cũng không lo lắng, cái này gấp 10 phản hiện sử dụng cơ hội sử dụng không đi ra. Không tồn tại. Tiếp đó ngay sau đó, Tần Tiểu Ngư liền trực tiếp hỏi, Lão Trần, ngươi còn chờ cái gì nữa nha, nhưng ngươi đánh giá một chút ta xuyên bên trên di ca về sau dễ nhìn không dễ nhìn, ngươi làm sao còn mất thần đâu. Ta xuyên đi lên có khó coi như vậy sao, có xấu như vậy không biên giới sao. Không nên nha. Ngươi vừa mới không phải còn nói ta xuyên bên trên rất đẹp sao, chẳng lẽ nói cũng là trái lương tâm lời nói trần khải cũng là nở nụ cười tiếp đó lập tức giải thích một chút đương nhiên không phải tần tiểu ngư ta mới vừa nói thật sự a à, ngươi mặt bên trên thật sự rất xinh đẹp nhìn rất đẹp nhìn rất đẹp đẹp cỡ nào tần tiểu ngư trực tiếp hỏi câu muốn nhiều dễ nhìn liền đẹp cỡ nào hơn nữa loại kiểu này quần áo không nghĩ tới tần tiểu ngư thật sự rất thích hợp ngươi a à. về sau có thể thường xuyên mặc cho ta xem lần sau có thể cho ngươi một lần nữa mua một bộ khác quay đầu ta nghiên cứu một chút trần khải sau khi nói xong tần tiểu ngư cười hì hì ha ha lão trần ta liền biết ngươi là có ánh mắt ngươi là hiểu thưởng thức ta đã nói rồi ta xuyên bên trên xinh đẹp như vậy lão trần ngươi làm sao có thể bất vi sở động đâu bất quá nha mặc dù ta xuyên bên trên rất xinh đẹp nhưng mà lão trần ngươi cũng phải khắc chế một điểm ánh mắt cái gì không cần loạn ngắm nhìn loạn lão trần đều nói không cần loạn ngắm nhìn loạn ngươi nhìn cái gì nha ngươi bây giờ đang nhìn cái gì nha? Chú ý tới Trần Khải ánh mắt về sau, Tần Tiểu Ngư lập tức liền la hét nói. Khiến cho Trần Khải cũng là rất lúng túng. Tần Tiểu Ngư, ta nơi nào nhìn loạn, ngươi đang nói cái gì? Không có nhìn loạn sao? Vừa mới ta rõ ràng chú ý tới, lão Trần ngươi nhìn ta chầm chầm trên thân, địa phương không nên nhìn nhìn loạn. Trần Khải vừa mới uống một hớp nước, nghe xong lời này sau đó, kém chút bị bị sặc. Tần Tiểu Ngư, ngươi đừng nói lung tung có hay không hảo. May bây giờ trong nhà cũng chỉ có hai người chúng ta. Đây nếu là có người ngoài ở đây tràn, nghe được lời này của ngươi, nhân gia còn tưởng rằng ta có nhiều hèn mọn đâu. Ta xem cái gì địa phương không nên nhìn. Ta vừa mới rõ ràng là tại nhìn ngươi cổ có hay không hảo, ngươi cũng chớ nói lung tung. Cổ. Tần tiểu ngư hơi nghi hoặc một chút, cổ của ta thế nào? Không phải rất xinh đẹp sao? A à ta hiểu, lão Trần, có phải là của ta hay không cổ quá đẹp? Ta xương quai xanh quá đẹp, cho nên ngươi mới nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, chính xác ta cũng cảm thấy ta xương quai xanh rất xinh đẹp hắc 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 tiểu tử ngươi có ánh mắt nha trần khải đều sắp bị không biết làm gì ý tứ của ta đó là ngươi trên cổ có cái con mũi đang hút ngươi huyết ngươi không có cảm giác đến đau không a à. tần tiểu ngươi lúc này mới phản ứng lại tiếp đó nhìn một chút cổ của mình hàm hàm nói ta nói ra như thế nào cảm giác cổ có một loại kim đâm cảm giác nhanh 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 lão trần ngươi giúp ta một chút giúp ta đem con mũi chụp chết con mũi hút máu của ta tuyệt đối không bỏ qua hắn quá ghê tởm. Hảo, ta rất nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Trần Khải mỉm cười, tiếp đó ba một cái, tại tầng tiểu ngư trên cổ vỗ một cái, thành công đem cái kia con mũi đập chết. Ai u, lão Trần ngươi điểm nhẹ a, à, rất đau. Đừng quay đầu con mũi không có chục chết, ta trước tiên bị ngươi đập chết. Tần tiểu ngư tiếp tục nói, cho ta xem một chút vừa mới cái kia con mũi, sống cái nên, ai bảo ngươi hút máu của ta đâu, đây chính là hạ tràng, đây chính là báo ứng, hừ hừ hừ. Cốt lão trần, ta đã thay đổi di ca cho ngươi xem qua ngươi cũng muốn mặc ta vào mua cho ngươi quần áo để cho ta cũng nhìn một chút nhanh đi nhanh đi ta ở phòng khách chờ ngươi ngươi đi phòng ngủ đổi một chút nếu như cũng rất đẹp trai mà nói chúng ta chụp mấy tấm hình ta đã sớm muốn đổi điện thoại giấy dán tường trần khải hồi đáp hảo vậy ngươi ở chỗ này chờ ta trở về phòng ngủ trên lầu đổi một chút xem ngươi mua cho ta dk như thế nào trần khải nói tới dk cũng chính là nam bản di ca hảo tích tin tưởng ta ánh mắt ta chọn quần áo sẽ không kém hơn nữa còn là chọn lấy mấy món về sau, lão Trần chính ngươi từ trong chọn, ta bảo đảm, lão Trần ngươi mặc bên trên về sau, chắc chắn vô cùng vô cùng xoái. Các con rất có lòng tin nói. Tiếp đó Trần Khải đi lên lầu thay quần áo đồng thời, Tần Tiểu Ngư ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Mở điện thoại di động lên bên trên máy ảnh phần mềm, ấn mở tự chụp tuyển hạng. Nhìn một chút chính mình mặc vào bộ này quần áo, đúng là rất xinh đẹp. Chỉ chốc lát sau sau đó. Trần Khải liền thay quần áo xong, tiếp đó trực tiếp từ trên lầu đi xuống tần tiểu ngư, quần áo ta đã đổi xong, ngươi xem một chút như thế nào, đi vẫn chưa được a. À. Tần tiểu ngư quay đầu, tiếp đó hướng về trên lầu đi xuống Trần Khải. Tần tiểu ngư biểu lộ rất kinh ngạc. Bởi vì Trần Khải mặc vào bộ này đê ca, thật sự rất đẹp trai, mặc kệ là nhan trị khí chất, hay là cái gì, đều thật không có phải thiêu dịch. Tần tiểu ngư đều nhìn ngây ngẩn cả người. Lão Trần, ngươi đẹp trai như vậy sao? Tấu chương xong. Chương 308, đừng giả bộ tần cá con ngươi chính là nghĩ chiếm tiện nghi ta. Tần Tiểu Ngư quả thật có chút bị kinh diễm đến. Bởi vì Trần Khải mặc bộ quần áo này, đúng là quá đẹp rồi. Ô, tương lai ta bạn trai tại sao có thể đẹp trai như vậy đâu? Tần Tiểu Ngư ở trong lòng la lên. Lão Trần, ngươi mặc bên trên cũng quá đẹp trai a, à, má ơi, cảm giác trên tivi Minh Tinh a à, cái gì, cũng không bằng ngươi soái. Tần Tiểu Ngư rất khoa trương lấy, thật sự thật sự, cũng tỉ như nói gần nhất ngành giải trí tương đối hỏa mấy cái Minh Tinh, nói như thế nào đây. Soái là thật đẹp trai nhưng mà trong có một loại nữ nữ khí cảm giác, ta không phải là nói như vậy không tốt, chính là cảm giác A, à, thiếu hụt một chút giới tính đặc thù, không biết còn tưởng rằng là tiểu cô nương đâu. Mà lão Trần ngươi đây, lại xoái, lại mang, wow. Nói thật, nếu như, ta nói là nếu như A, à, lão Trần ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có có ý gì khác, chính là đơn thuần nói một chút, đây chỉ là một giả thiết. Tần tiểu ngư nói lời này đồng thời, cho người ta một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nếu như tương lai ta bạn trai, giống lão trần ngươi đẹp trai như vậy liền tốt ta chắc chắn cạc cạc đối tốt với hắn lão trần ngươi mau tới đây chúng ta chụp mấy tấm hình hợp mấy trương ảnh nhìn một chút hai người chúng ta có một loại kim đồng ngọc nữ đuổi chân đương nhiên phải chụp mấy tấm hình tần tiểu ngư la hét nói tiếp đó liền lôi kéo trần khải chụp thời gian một tiếng khá lắm cho trần khải đều cả mộng bức cái này xác định là tự chụp sao không biết còn tưởng rằng đây là đang quay album ảnh đâu hoặc đang đóng phim cái gì làm một cái tự chụp chụp một giờ trước trước sau sau, chụp không biết bao nhiêu trương. Trần Khải thật sự bội phục Tần Tiểu Ngư, cái này ngu ngơ, bình thường đi cái lộ đều ngại chân đau xót, bây giờ chụp kiểu ảnh phiến, lại là đổi chỗ, lại là đổi tạo hình, lại là đổi vai độ, hoa một giờ, cũng không chê mệt mỏi. Cũng không biết là ở đâu ra kiên nhẫn. Hơn nữa còn càng chụp càng cao hứng. Qua, những hình này cũng quá dễ nhìn a. À. Vốn là muốn cầm một tấm hình đi ra khi tay cơ giấy dán tường, như bây giờ, ta đều không biết dùng tờ nào tốt. Tần Tiểu Ngư nhìn mình album điện thoại di động, vừa mới chụp mấy chục tấm hàng trăm tấm, ngón tay hướng xuống trượt đi, tất cả đều là ảnh chụp, rậm rạp chằng chịt ảnh chụp. Tính toán, về sau mỗi ngày đổi một tấm hình khi tay cơ giấy dán tường, không phải tốt sao hắc hắc. Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư chụp hình xong phiến về sau. Nhìn xuống thời gian, này lại đã muộn bên trên 11 điểm nhiều, khá lắm, thời gian trôi qua rất nhanh a. À. Tần Tiểu Ngư hoàn toàn không có bối rối. Ngược lại là Trần Khải, có chút buồn ngủ, vừa mới bồi Tần Tiểu Ngư trên ghế salon ngồi xem tivi. Tần Tiểu Ngư ngồi ở bên cạnh, tại nhìn điện thoại di động giấy dán tường. Xem có cần hay không lại sửa một cái. Mặc dù Tần Tiểu Ngư dung mạo rất xinh đẹp, nhan trị trang điểm cái gì đều rất biết đánh nhau, nhưng mà nữ hài tử đi, đã tốt muốn tốt hơn, Mỹ Trung cầu Mỹ. Không thể tu bên trên 10 lần 8 lần, đoán chừng là không chịu dừng tay. Hơn nữa thường thường đến cuối cùng. Tu nửa ngày, vẫn là quyết định, quên đi thôi, cảm giác tu giống như hồ lô qua bên trong xà tinh thành xà tinh mặt vẫn là không có tê trước đây dễ nhìn tiếp đó liền đem tu những hình kia xóa bỏ chỉ là dùng nguyên bản rất giống rất nhiều bước vào công tác tiểu thanh niên nhóm tại đối mặt bên a kim chủ cùng với lãnh đạo việc làm làm khó dễ tu nửa ngày sau đối phương lại nói cho ngươi còn giống như là để nhất bản tốt nhất con mẹ nó thật muốn cho hắn một cái miệng trọng tử tần tiểu ngư ở bên cạnh nói lão trần ta xem đến xem đi vẫn là cảm giác lúc đầu ảnh chụp tốt hơn một điểm, cho nên vừa mới, hoa trắng nhiều thời gian như vậy, về sau ta cũng không tiếp tục. Tần Tiểu Ngư lời nói vẫn chưa nói xong, tiếp đó liền chú ý tới ngồi ở bên cạnh mình Trần Khải, đã ngủ. Hắn tựa ở trên ghế salon, tiếp đó cứ như vậy ngủ tiếp đi, thân thể hơi hơi nghiêng một chút liếc, liền trực tiếp té ở cá con trên bờ vai. Lão Trần, hắn đây là ngủ thiếp đi sao? Tần Tiểu Ngư đưa tay ra, tiếp đó tại trước mắt Trần Khải lung lay. Xác định hắn ngủ thiếp đi về sau, tần tiểu ngư đột nhiên có một cái ý tưởng to gan lão trần ngủ thiếp đi hôn lại hắn một chút hắn hẳn sẽ không phát hiện a à. bất quá dạng này có phải là không tốt lắm hay không nha phía trước nghỉ hè thời điểm ta đã làm qua loại chuyện này bây giờ lại thế nhưng là làm sao bây giờ lão trần mặc vào bộ quần áo này thật sự rất đẹp trai nha rất muốn thân hắn một chút hu hu không được a à, ta sao có thể tà ác như vậy đâu sao có thể thừa dịp lão trần ngủ thời điểm len lén thân hắn đâu cái này không tốt cái này quá không tốt ta như thế nào là dạng này người đâu không nên không nên lý trí của ta nói cho ta biết ta không thể làm như vậy làm là không đúng như vậy làm như vậy không đạo đức làm như vậy vô cùng hèn mọn vô cùng xấu xa cho nên ta tuyệt đối không thể làm như vậy tốt a à, đây là một lần cuối cùng tần tiểu ngư vừa mới còn nghĩa chính ngôn từ làm tâm lý đấu tranh nhưng mà một giây sau họa phong thay đổi bất ngờ thật hương tần tiểu ngư hai tay che lấy miệng của mình rất muốn cười nhưng mà lại sợ cười ra tiếng vạn nhất đem lão trần đánh thức mà nói, vậy coi như lúng túng. Cho nên, tần tiểu ngư liền dựa vào tới gần đi qua, tiếp đó tại trên mặt trần khải hôn một cái, hôn được nha. Dù sao cũng là một lần cuối cùng, vậy nếu không liền hôn lại một chút. Tần tiểu ngư ở trong lòng tự mình lẩm bẩm, tiếp đó vừa mới mân mê miệng của mình, nhắm mắt lại, đang muốn hôn lại một chút thời điểm. Kết quả một giây sau, trần khải liền tỉnh, vừa mới mở to mắt, liền thấy tần tiểu ngư từ từ nhắm hai mắt, quệt mồm hướng chính mình tới gần. Tần tiểu ngư, ngươi quệt mồm đây là muốn làm gì trần Khải đột nhiên mở miệng trực tiếp cho tần tiểu ngư cả mộng bức a à. không biết cái này kém a à, vốn là vừa mới hôn một cái còn nghĩ dù sao cũng là một lần cuối cùng vậy thì hôn lại một chút hẳn là cũng không sao chứ tần tiểu ngư thừa nhận mình là có chút lòng tham nhưng mà cũng không thể cái này kém a à. hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lão trần tỉnh hơn nữa mở mắt ra liền thấy chính mình nhắm mắt lại quệt mồm hướng hắn tới gần cái này xong đời cái này muốn chính mình giải thích thế nào, lão Trần sẽ không phải hiểu lầm chính mình là loại kia. Dục cầu bất mãn nữ sắc lang A. Cái kia xong đời. Chính mình thuộc nữ hình tượng, tại lão Trần trong lòng chẳng phải trong nháy mắt sụp đổ sao. Khụ khụ. Tần tiểu ngư đối với chính mình nhận thức, chỉ có thể nói, tương đối có hạn. Thuộc nữ. Cái từ này là hoàn toàn không tồn tại. Nếu như tần tiểu ngư cũng có thể coi là thuộc nữ mà nói, vậy thế giới này bên trên, chắc chắn liền không có thùy mị. Lão Trần, ta vừa mới ta mới vừa ngủ, ta là tại mộng du. đối với ta là tại mộng du. ta mơ tới ta tiểu biểu muội, cho nên ta vừa mới là tại hôn ta tiểu biểu muội, không phải muốn hôn ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a. tần tiểu ngư lập tức giảo biện lấy, phải không, tại mộng du. vậy ý của ngươi là, ngươi bây giờ còn không có tỉnh. đúng đúng đúng, ta là tại mộng du. tần tiểu ngư, ngươi biên lý do cũng muốn biên ra dáng một điểm a, nhà ai mộng du ý thức còn như thế thanh tỉnh còn có thể cùng ta đang đối thoại. Ngươi xác định ngươi tại mộng du. Đừng giả bộ, mở mắt ra đi, đừng cho là ta không biết, ngươi vừa mới chính là nghĩ thừa dịp ta ngủ thời điểm, chiếm tiện nghi ta. Trần Khải trêu chọc nói. Tấu chương xong. Chương 309, tầng cá con ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không tầng cá con khuôn mặt? Tầng tiểu ngư đỏ mặt. Nghe được Trần Khải nói lời này về sau, tầng tiểu ngư cũng đúng là có chút lúng cúng, làm một tùy tiện nữ hài tử, tính cách lại là ngu ngơ như vậy lại thêm nhà là đông bắc cái kia góc hổ đi à nha cũng là trạng thái bình thường nhưng mà tần tiểu ngư lúc này không thể không thừa nhận mình quả thật là có chút luống cúng nghĩ thầm lão trần sẽ không phải cảm thấy mình tại chiếm hắn tiện nghi a à, hắn sẽ không phải muốn cáo chính mình bị ổi a à, sẽ không cần báo cảnh sát a à, hu hu đừng a à lão trần ta liền là hơi hôn một chút mà thôi hẳn là cũng không có tổn thất gì a à ngươi không đến mức muốn báo cảnh a à, ta cũng không muốn bị cảnh sát thúc thúc bắt lại hơn nữa còn là lấy như thế một cái tội danh, cái kia nhưng phải làm mất người A. À. Dù sao thời đại này, lưu manh phi lễ bị ổi nữ hài tử bị bắt vào mà nói, khả năng này tương đối mà nói, còn không tính cái gì kỳ hoa tin tức. Nhưng mà nếu như một cái 18-19 tuổi nữ hài tử, đem nam sinh cho hôn, cái kia có thể thành tin tức lớn. Thời đại này, ngay cả nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài cũng không an toàn sao. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng A. À tiêu đề tần tiểu ngư cũng đã thay những cái kia từ truyền thông tiểu biên nghĩ kỹ chấn kinh nào đó trường cao đẳng đại nhất nữ sinh vậy mà thừa dịp bằng hữu khắc phái ngũ hôn trộm đến cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính vặn vẹo cho nên tần tiểu ngư lập tức nói lão trần ta có cần thiết giảo biện một chút a à, phi 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 ta nói là ta có cần thiết giải thích một chút ta vừa mới kỳ thực là bởi vì ách nói như thế nào đây ngược lại ta không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi ta thật không phải là ta không có ta không có Trần Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu, một bộ rất khẩn trương biểu lộ, bộ dáng này cũng là quá ngu ngơ, cho Trần Khải đều cả cười. Trần Khải đang muốn nói tiếp thời điểm. Kết quả Tần Tiểu Ngư tới một câu nói như vậy, thiếu chút nữa thì cho hắn không biết làm gì. "Lão Trần, ngươi sẽ không thật muốn báo cảnh sát, để cho cảnh sát thúc thúc đem ta bắt lại a?" À? "Cái gì?" Trần Khải trực tiếp phủ, tiếp đó nghe Tần Tiểu Ngư giải thích một chút. Tiếp đó Trần Khải đã nói câu: Tần Tiểu Ngư, ngươi cho ta ngốc a à ngươi, ta nếu là bởi vì chuyện này" liền báo cảnh sát để cho cảnh sát thúc thúc bắt ngươi lại lời nói đây không phải là lừa ta chính mình sao đến lúc đó ta cũng phải bị bắt dù sao mình nghỉ hè thời điểm có một lần thừa dịp tần tiểu ngư ngủ thời điểm chính xác cũng len lén hôm qua tần tiểu ngư tám lạng nửa cân a tương đương với bất quá trần khải cũng thật là có chút bội phục tần tiểu ngư não động cũng không biết cái đầu nhỏ này bên trong đến cùng chứa là cái gì đồ vật là xi măng sao người bình thường cũng sẽ không liên tưởng đến báo cảnh sát loại trình độ kia cần thiết hay không còn báo cảnh sát đâu, cảnh sát thúc thúc còn tưởng rằng cái này vợ chồng trẻ tại tán tỉnh đâu. Tần Tiểu Ngư cũng rất biết trảo trọng điểm. Nghe được Trần Khải nói lời này về sau, trong nháy mắt liền phủ một chút, tiếp đó liền rất hiếu kỳ mà hỏi. Biểu lộ cũng tràn đầy nghi ngờ thật lớn, cảm thấy rất hiếu kỳ. Không đúng rồi, lão Trần lời này là có ý gì? Coi như báo cảnh sát mà nói, để cho cảnh sát thúc thúc đem chính mình bắt, lão Trần hắn vội cái gì? Tại sao muốn đem hắn cũng cho bắt lại? Hắn là bị chính mình thân cái kia à? tương đương với người bị hại còn có trảo người bị hại đạo lý sao có ý tứ gì a à? tần tiểu ngư không có hiểu rõ cho nên rất tò mò hỏi tới tiếp trần khải cũng là lúng túng cười theo bản năng sờ lỗ mũi một cái tiếp đó đối với tần tiểu ngư nói cốt tần tiểu ngư chúng ta không trò chuyện cái đề tài này vừa vặn bây giờ cũng rất trễ người nói chúng ta có phải hay không nên sớm nghỉ ngơi một chút đi vừa trở về phòng ngủ trần khải cũng là cười cười xấu hổ không thể ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều xuống nếu để cho tần tiểu ngư biết chính mình làm qua loại chuyện này, cái kia cao lớn vĩ nạn chính trực hình tượng và thiết lập nhân vật, vậy còn không phải trong nháy mắt sụp đổ A. Vì duy trì một chút mình tại trong suy nghĩ của Tần Tiểu Ngư chính trực hình tượng, Trần Khải chững chạc đàng hoàng lừa gạt lấy. Tần Tiểu Ngư, ta vừa mới có ý tứ là nói, nếu như ngươi nếu như bị cảnh sát thúc thúc bắt mà nói, y theo hai người chúng ta huynh đệ quan hệ cùng cảm tình cường độ, làm không tốt ta cũng sẽ cùng ngươi một khối ngồi sổng cục. Trần Khải chững chạc đàng hoàng nói hô nói vượng, mà Tần Tiểu Ngư cái này ngốc ngốc tay mơ, nghe xong lời này về sau cũng là vô cùng xúc động. Hu hu, lão Trần không hổ là ngươi a, à, lời nói này, ta quá cảm động. Không nghĩ tới ngươi đối với chuyện như thế này, đều phải cùng ta đứng tại một khối, bồi tiếp ta, không hổ là ta huynh đệ tốt nhất, rất cảm động rất cảm động. Tần Tiểu Ngư rất sốt nổi nói một phen như vậy, Trần Khải cũng là bị Tần Tiểu Ngư khoa trương biểu lộ cùng động tác có chút chọc cười. Thế là vỗ vỗ Tần Tiểu Ngư bả vai, sau đó nói, tốt Tần Tiểu Ngư, đừng buồn nôn, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta trở về phòng lên giường đi thôi. Chúng ta. Chúng ta làm gì đi? Tần Tiểu Ngư biểu lộ trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, kém chút chưa kịp phản ứng, khá lắm, nói chuyện trực tiếp như vậy sao, mặc dù nói, cá con chính mình cũng thừa nhận, chính mình đâu, đối với lão Trần đúng là có một chút hảo cảm, một chút, cũng chỉ là ức điểm điểm mà thôi. Nhưng mà đâu, vừa lên tới cứ như vậy, có thể hay không cũng quá nhanh một điểm. Cho nên Tần Tiểu Ngư lúc này hỏi ngược lại, a, à, lão Trần, cái này không thích hợp a, à, chúng ta bây giờ loại quan hệ này có thể hay không không quá phù hợp a à, ngươi đừng hiểu lầm ta không phải là cự tuyệt ngươi ta chẳng qua là cảm thấy dạng này có phải hay không có chút có thể hay không quá ta tần tiểu ngư cái này ngốc ngốc tay mơ rất rõ ràng là hiểu lầm trần khải muốn biểu đạt ý tứ trong lúc nhất thời vậy mà cũng từ tần tiểu ngư trên mặt thấy được thẹn thùng ba chữ cái này có thế quá không nhiều thấy từ tần tiểu ngư trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế cái này tỷ lệ đúng là rất nhỏ tần tiểu ngư ngươi đang suy nghĩ gì ta nói chính là chúng ta tất cả trở về riêng gian phòng lên giường ngủ đi, ngươi nghĩ gì đây ngươi? có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Trần Khải cũng là dở khóc dở cười, hắn vừa mới là cố ý nói như thế, chính là muốn dụ Tần Tiểu Ngư nói lời này. Xem cá con tiếp xuống phản ứng, kết quả cái này ngốc mốc tay mơ, cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, còn thật sự nói nữa. Trần Khải nếu không phải là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể thật sự liền không kềm được tại chỗ bật cười. Tần Tiểu Ngư thật sự rất đùa a, à. a à, là ý tứ này a, à, ta còn tưởng rằng không đúng không đúng, không có cho là ta vừa mới kỳ thực chính là ý này, đúng đúng đúng, tất cả trở về riêng gian phòng, lên giường ngủ đi. Tần tiểu ngư lập tức cãi chày cãi cố một chút, nhưng mà khuôn mặt đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, kia cái gì, ta ta trước về gian phòng đi nghỉ, ta vây lại, ta vây lại ta vây lại. Lão Trần Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, tần tiểu ngư liền nhanh chóng lên lầu, tiếp đó về tới chính mình phòng ngủ trên lầu. Khóa cửa lại hảo về sau, liền trực tiếp đem đầu của mình che tại chăn lạnh bên trong, nghĩ tới vừa mới một màn kia, lời của mình đã nói, còn có thân lão Trần thời điểm bị bắt được chân tướng, bị tại chỗ vạch Trần, mình tại cái kia làm bộ mộng du lừa gạt, nhớ tới cái này liên tiếp sự tình, Tần Tiểu Ngư liền lúng túng muốn tìm một chỗ chui vào, đây cũng quá mất mặt a. À. Mặc dù chuyện này tương đối mất mặt, bất quá Tần Tiểu Ngư vẫn là đem tình huống cùng Vương Gia Gia hồi báo một chút. Quả không ngoài ngoài ý muốn, bị Vương Gia Gia vô tình cười nhạo một chút, ha 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 chết cười ta. Thối Gia Gia, ngươi cười cái gì nha, nhìn thấy ta mất mặt ngươi thật cao hứng sao? Hơn nữa, không nói gạt ngươi dai dai ta bây giờ rất khó chịu cuối cùng cái kia một chút không có thân đến ta rất khó chịu có loại nghe người khác nói chuyện giảng đến một nửa tiếp đó đối phương đột nhiên không nói chính là loại kia rất khó chịu cảm giác hình dung không được ngươi có thể hiểu được sao tần tiểu ngư đều đem lời nói ngay thẳng như vậy vương dai dai nghĩ không hiểu cũng khó khăn a à, lại không phải người ngu làm sao có thể lý giải không đến tần tiểu ngư muốn biểu đạt có ý tứ gì vậy ngươi nói một chút ta muốn biểu đạt có ý tứ gì ý tứ còn không đơn giản sao chính là cá con ngươi tịch mịch ha 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 vương dai dai vẫn là như cũ thường ngày thu phát vẫn là ổn định tại tuyến cho tần tiểu ngư gửi tới cái tin tức này tần tiểu ngư trực tiếp phát điên a à, a à, a à, à. thối gia dai, ngươi nếu là còn dám tùy tiện nói lung tung mà nói chờ lần sau ta gặp được ngươi ta chắc chắn đem miệng của ngươi cho xé nát sau đó lại cầm một cái băng dán đem miệng của ngươi cho cuốn lấy nhường ngươi vĩnh viễn ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng vương gia gia ngay sau đó nói tiếp tốt 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 cá con ta bất loạn nói chuyện chính là chỉ đùa một chút thôi, ngươi phản ứng lớn như thế làm gì, vẫn là bị ta nói chuẩn. Thật sự tịch mịch. Tốt 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 ta không nói không nói, vậy thì nói nghiêm chỉnh a. À. Ngươi nếu là muốn thân Trần Khải một ngụm mà nói, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là các ngươi có thể tìm một bờ sông cùng nhau đi chơi. Tìm bờ sông cùng nhau đi chơi, làm gì? Tần Tiểu Ngư cũng là có chút điểm không hiểu, bất quá, vương Gia dai mặc dù còn không có nói tiếp. Bất quá Tần Tiểu Ngư trên cơ bản đã đều hiểu ý gì, phải biết tần tiểu ngư thế nhưng là một cái vịt lên cạn không biết bơi loại kia còn nhớ rõ trước đó lên trung học đệ nhị cấp thời điểm có một lần lúc mùa xuân lão sư tổ chức đi chơi xuân tần tiểu ngư liền không cẩn thận rơi vào trong sông hơn nữa cái kia sông vẫn rất sâu tần tiểu ngư uống một bụng nước sông mặc dù là trần khải đem chính mình cứu lên nhưng lúc đó lớp học nhiều như vậy đồng học đều tại nam nam nữ nữ còn có lão sư đều tại coi như muốn làm hô hấp nhân tạo mà nói cũng không khả năng là trần khải làm cho tần tiểu ngư cho nên đến lời sau cùng là vương gia giai làm việc gia giai ngươi sẽ không phải là muốn cho ta tần tiểu ngư còn không có đem lời nói ra miệng vương gia giai liền hắc hắc nở nụ cười phát một cái cười để biểu lộ không tệ lắm các con hiện tại thực sự là càng ngày càng thông minh ta còn không có nói ra kế hoạch của ta ngươi thật giống như đã biết ta muốn nói gì không tệ không tệ ta liền là ý tứ này ngươi làm một việc lên cạn không biết bơi cái này tất cả mọi người là biết bao quát nhà các ngươi lão trần kia liền càng biết mà trần khải là biết bơi phía trước lên trung học đệ nhị cấp thời điểm nhìn ngươi rơi vào trong sông hắn trực tiếp bịch một tiếng liền nhảy xuống sau đó đem ngươi cứu đi lên cho nên nếu như ngươi nếu là lần nữa rơi xuống sông mà nói trần khải nhất định có thể đem ngươi cứu đi lên mà hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì bởi vì trần khải hắn biết bơi cho nên không có nguy hiểm yên tâm yên tâm đến lúc đó liền hai người các ngươi không có người không có phận sự cho nên nếu như nếu là làm hô hấp nhân tạo mà nói lần này chắc chắn là trần khải làm cho ngươi a à. cứ như vậy mà nói chẳng phải đạt tới mục đích của ngươi sao, ngươi nói đúng không? Vương Gia Gia vừa nói xong câu đó, trong đám lý nhiên liền lập tức bổ sung một câu. Tấu chương xong. Chương 310, phá án đại sư Vương Gia Gia Trần Khải chắc chắn cũng len lén. Vương Gia Gia cảm thấy mình kế hoạch này thiên y vô phùng, tuyệt đối có thể giúp Tần Tiểu Ngư hoàn thành cái này nho nhỏ tâm nguyện. Hô hấp nhân tạo mặc dù không phải là là hôn, nhưng mà tối thiểu nhất cũng là miệng kề đến miệng a, cũng coi như là thực hiện a. Hơn nữa còn có một cái lý do chính đáng, đây là hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo nha. Nhưng là không nghĩ đến chính là, cư nhiên bị Lý Nhiên ở trong bầy, trực tiếp hoàn toàn phủ định. Các con, ngươi đừng nghe dai dai nói hô nói vượng, đây là gì chủ ý ngu ngốc, rõ ràng có an toàn hơn càng đáng tin phương thức, hết lần này tới lần khác nghĩ ra một chiêu như vậy, thật đúng là quá độc ác, cái này căn bản là đem sinh mạng nguy hiểm đang muốn chết a. À. Lý Nhiên tính cách cùng vương dai dai so ra, rõ ràng muốn chững chặt một chút, không giống vương dai dai như vậy thần kinh thô, nói chuyện bất quá đầu óc, cũng sạch ra một chút chủ ý ngu ngốc lý nhiên ở trong bầy nói dai dai ngươi cũng đừng cho cá con loạn nghĩ kế ngươi biết rõ ràng cá con là cái vịt lên cạn mặc dù tên gọi cá con nhưng mà ngươi sẽ không thật sự cho là cá con biết bơi a à, đây nếu là rơi mất trong sông kia cái gì cũng là có khả năng phát sinh ngươi liền không sợ cá con ngâm nước sao mặc dù nói có trần khải đi theo cá con bên người nhưng mà vạn nhất lúc đó trần khải vừa vặn đi địa phương khác nữa nha cái gì phong hiểm đều có cái này không nên không nên cái này quá không đáng tin cậy vạn nhất ra một cái ngoài ý muốn gì hối hận cũng không kịp vương gia giai tiếp tục nói nhưng nhiên ngươi mù đi theo lẫn vào cái gì đây là ta thật vất vả giúp cá con nghĩ ra một bộ kế hoạch không chê vào đâu được ngươi trực tiếp cho phủ định hơn nữa còn nói cái gì cũng sai đến nỗi không đến mức liền lấy chúng ta cá con người nhát gan tính cách ngươi cảm thấy cá con sẽ ở trần thải không có ở đây thời điểm hướng về trong sông nhảy sao không thể nào các con lòng can đảm so với ai khác đều tiểu loại chuyện như vậy phong hiểm tỷ lệ là 0.01% cũng chưa tới, hai người bọn họ cả ngày dính nhau tại một khối, trên cơ bản là một tấc cũng không rời cái chủng loại kia. Nếu như cá con rơi vào trong sông mà nói, Trần Khải chắc chắn trước tiên nhảy đi xuống cứu cá con, không bằng chúng ta đánh cực A, nếu như phàm là Trần Khải trần chờ một giây, ta trực tiếp ăn phân. Vương gia gia bình thường mặc dù rất không đứng đắn, thường xuyên ra một chút chủ ý ngu ngốc, cũng thần kinh thô một chút. Nhìn không phải rất đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng mà xem người ánh mắt vẫn là luôn luôn rất chính xác, liền hướng về phía phía trước lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, chơi xuân vào cái ngày đó. Trần Khải không chút do dự nhảy đi xuống cứu Tần Tiểu Ngư, mặc dù hắn biết bơi, nhưng mà cái kia quả quyết thái độ, vương dai dai đến nay đều quên không được. Lúc đó liền nghĩ, chính mình nếu là cũng có Trần Khải dạng này một cái khác phái huynh đệ, đó cũng quá tốt đi, cho nên vẫn rất hâm mộ Tần Tiểu Ngư. Cũng chính bởi vì lần kia. Cho nên vương dai dai nghiêm trọng hoài nghi, Trần Khải đối với Tần Tiểu Ngư tuyệt đối có phương diện kia ý tứ, nếu không, không có khả năng quả quyết như vậy người bình thường đều biết trễ mười mấy giây, cho dù là biết bơi. Hơn nữa lấy Trần Khải tính cách, nếu như đối với Tần Tiểu Ngư không có phương diện kia ý tứ, cũng tuyệt đối không có khả năng chỗ ba năm nam nữ huynh đệ quan hệ. Không tồn tại. Các con, chính ngươi tới quyết định đi, ngươi cảm thấy gia dai kế hoạch này đáng tin cậy hay không đáng tin cậy, lý nhiên đánh chữ nói. Tần Tiểu Ngư cùng vương dai dai hai người, thì tương đương với là cái kia bộ phim ở trong lời kịch kinh điển, Ngoạ Long Phượng Sồ. Một cái dám nói, một cái dám nghe. Tần Tiểu Ngư nói thẳng, nhưng nhiên, ta biết ngươi là đang lo lắng ta, yên tâm đi không có chuyện gì, ta cảm thấy dai dai kế hoạch này đơn giản quá hoàn mỹ. Không dối gạt các ngươi nói, kỳ thực cao trung lần ngoài ý muốn đó, đoạn thời gian trước ta liền suy nghĩ, nếu như lúc đó lão Trần thật sự cho ta làm hô hấp nhân tạo mà nói, có thể hay không, ta nói là, có khả năng hay không chúng ta bây giờ cũng tại cùng nhau đâu. Dù sao, mặc dù hai chúng ta là nam nữ huynh đệ quan hệ, cho dù là lấy hô hấp nhân tạo danh nghĩa, nhưng mà nếu như tại song phương thanh tỉnh trạng thái, tiếp đó đụng phải môi của đối phương, hẳn là cũng hứa, có khả năng, có thể hay không, ai nha mặc kệ. Cứ làm như thế a. À. Vậy các ngươi giúp ta nghĩ một hồi, kế hoạch này ở trong một chút chi tiết, vì không có sơ hở nào, bảo đảm nửa đường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì, chúng ta phải thật tốt làm một chút cặn kẻ kế hoạch. Giống như vừa mới Vương Gia Gia nói. Tần Tiểu Ngư là một cái lòng can đảm rất nhỏ nữ hài tử, đừng nhìn bình thường tùy tiện, tính cách như cái nam sinh, nhưng mà lòng can đảm là rất rất nhỏ. Nếu không, trước đây thi đại học vừa kết thúc, mua lầm vé xe không về được phụng thiên thời điểm, rõ ràng có thể tự mình một người ở khách sạn, cũng sẽ không gọi điện thoại cho trần khải, tiếp đó cầu cứu, chính là lòng can đảm rất nhỏ a, à? a à đúng, trước lúc này có cái sự tình ta không nghĩ ra, cần hướng hai người các ngươi thỉnh giáo một chút, muốn cho gia gia nhiên nhiên các ngươi giúp ta hiểu một chút hoang mang, vẫn là vừa rồi chuyện kia, liền buổi tối hôm nay, cũng chính là vừa mới dưới lầu phòng khách thời điểm, ta nói đồ nói lão trần sẽ không phải muốn báo cảnh để cho cảnh sát thúc thúc đem ta bắt lại a à, lúc đó lão trần nói một câu ta cho các ngươi bắt trước một chút lúc đó lão trần là nói như vậy khụ khụ tần tiểu ngư ho khan một tiếng tiếp đó phát một đoạn giọng nói bắt trước một chút trần khải ngay lúc đó ngữ khí cùng thần thái các ngươi nghe cho kỹ lão trần lúc đó là nói như vậy tần tiểu ngư ngươi cho ta ngốc có phải hay không ta nếu là báo cảnh sát để cho cảnh sát thúc thúc bắt ngươi lại mà nói làm không cẩn thận chính ta cũng muốn đi vào không sai biệt lắm là ý tứ này a à. Các ngươi nói, lão Trần cái này lời ý gì, ta càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp. Mặc dù lão Trần giảng giải nói, hắn kỳ thực là bởi vì quá coi trọng ta cùng huynh đệ của hắn quan hệ. Cho nên nếu như ta nếu là bị cảnh sát thúc thúc bắt lại, hắn chắc chắn cũng sẽ cùng ta một khối ngồi sổng cục cảnh sát, nói là đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Ta lúc ấy mặc dù rất xúc động, nhưng mà cùng các ngươi vừa mới hàng huyên một hồi về sau, ta đột nhiên phản ứng lại, giống như không thích hợp a, à, câu nói này giống như bên trong có nội hàm. Vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Tần Tiểu Ngư phát xong đoạn này giọng nói tin tức về sau. Đợi đại khái một phút bộ dáng, liền nghe được Vương Gia Gia phát một đầu lên cơn giọng nói tin tức. Ở bên kia qua hắn thật là nói như vậy sao, ai a à nha. Mù kêu. Tiếp đó các con trả lời thư nói, Vương Gia Gia, đêm hôm khuya khoát ngươi lên cơn a ngươi, chớ dọa người khác. Các con, ngươi nghe ta nói cho ngươi, ta hoài nghi, không không không, không phải hoài nghi, ta dám khẳng định. Chí ít có 80% khả năng tính chất. Cái gì a, à? Tần Tiểu Ngư rất tò mò hỏi, Phát xong cái tin tức này, tần Tiểu Ngư kỳ thực không chút coi ra gì, bởi vì Vương Gia Gia chính là cái dạng này. Tính cách luôn luôn là dạng này, vẫn luôn là loại này thần kinh thô, cũng không có việc gì liền ưa thích loạn hô gọi bậy, nửa đêm phát cái thần kinh cái gì, cũng là bình thường thao tác. Lần này đoán chừng cũng không ngoại lệ a. À. Nhưng mà Vương Gia Gia kế tiếp lại nói, ta dám khẳng định, Trần Khải cũng thừa dịp cá con ngươi ngủ thời điểm, len lén hôm qua ngươi. Chí ít có 80% khả năng tính chất, cá con, ngươi liền tin không tin a. À không phải cùng ngươi khoác lác, ta vương gia dai, dai trực giác sức phán đoán, luôn luôn là vô cùng vô cùng chuẩn, ngươi có thể hoài nghi ta trí thông minh, hoài nghi ta năng lực, hoài nghi ta thành tích là giả, là chụp, cũng có thể hoài nghi ta nhan trị, thậm chí ngươi hoài nghi ta trong lòng ngực lóc 18 tầng silicon nhựa cây, cái gì cũng có thể hoài nghi. Nhưng mà có một chút, chính là ta trực giác, luôn luôn là vô cùng vô cùng chuẩn. Tuyệt đối sẽ không sai. Liền hướng về phía cá con ngươi vừa mới nói với ta, Trần Khải nói một phen như vậy. Ta dám khẳng định, Trần Khải chắc chắn cũng đã làm chuyện giống vậy. Cho nên cá con, ngươi có muốn hay không thật tốt hồi tưởng một chút, trước lúc này, ngươi có hay không một điểm ấn tượng mơ hồ cùng ký ức. Ngươi cố gắng nhớ lại một chút, nhất định là có. Vương Gia dai kích động đánh chữ nói, cảm giác ngửi được mùi vị bát quái, nếu như, đương nhiên ở đây nói là nếu như. Nếu như Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư hai người bọn họ, đều thừa dịp đối phương ngủ thời điểm, len lén hôn qua đối phương. Má ơi, đây cũng quá ngọt a. À. Xin các ngươi tại chỗ cùng một chỗ được không? Vương Gia Gia lúc bình thường thường xuyên nhìn tiểu thuyết tình cảm, cũng thường xuyên nhìn một chút thần tượng phim truyền hình. Giống loại đề tài này, kịch bản cái gì đều không trọng yếu, mấu chốt là đập chính phú, Vương Gia Gia nhưng là một cái lão đập học gia, cho nên lúc này vô cùng kích động. Cái gì, Gia Gia ngươi sẽ không ở nói lung tung a, à, không thể nào a. À. Lão Trần lúc nào thừa dịp ta ngủ thời điểm, len lén hôn ta, không có khả năng, sẽ không a. À. Lão Trần tính cách của hắn, còn có nhân phẩm ta là biết. Luôn luôn cũng là rất chính trực, hắn không có khả năng thừa dịp ta ngủ thời điểm hôn ta a. À? Sẽ không, hắn không có khả năng. Vương Gia Gia Linh Hồn khảo vấn, tốt như vậy, Trần Khải Nhân phẩm rất chính trực, không có khả năng làm ra loại chuyện này. Vậy ngươi cảm thấy, Tần Tiểu Ngư, chính ngươi tính cách như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi chính trực sao? Tần Tiểu Ngư trực tiếp trả lời, ta đương nhiên chính trực. Nói đùa, ta Tần Tiểu Ngư nhân phẩm, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao, ta luôn luôn là lấy chính nhân quân tử, a phi chính nhân nữ tử tự xưng cái này không được sao chúng ta đều biết các con nhân phẩm ngươi hảo rất chính trực sẽ không làm chuyện như vậy thế nhưng là ngươi không phải là làm sao hơn nữa còn là hai lần không đúng hẳn là hôn được hai lần mỗi lần cũng là hôn một cái còn nghĩ hôn lại một chút kết quả bị phát hiện lần trước là một lần lần này lại là đều bị đuổi một cái chính như vậy các con ngươi làm sao dám xác định trần khải không có làm qua chuyện giống vậy đâu vương Gia dai câu này lại một câu hồi phục có lý có cứ có vẻ như Tần Tiểu Ngư tìm không thấy hợp lý phản bác lý do. Giống như có chút đạo lý a. À. Lý Nhiên cũng cảm thấy thật có đạo lý. Liền Nhiên Nhiên đều cảm thấy như vậy, sẽ không phải, lão Trần Chân, Tần Tiểu Ngư cố gắng hồi tưởng một chút, nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ như thế nào tới. A à ta nghĩ tới. Tần Tiểu Ngư đột nhiên nghĩ đến, tại nghĩ hè đoạn thời gian kia, hẳn là tại đầu một cái tháng a, cũng chính là mình tại lão Trần gia ở một tháng kia. Giống như mơ hồ nhớ kỹ, có một lần lúc buổi tối, chính mình ngủ thiếp đi, là lão trần đem tự mình ôm trở về phòng tiếp đó đêm hôm đó tần tiểu ngư cảm giác chính mình giống như tại gặm móng heo còn tưởng rằng đó là một giấc mộng nhưng mà ngày thứ hai kết hợp lão trần kỳ quái phản ứng còn có biểu lộ lại thêm dai dai mới vừa nói những thứ này ở các loại hết thảy tổng hợp xuống sẽ không phải đêm hôm đó lão trần liền hắn liền tấu chương xong